theo cái lễ của Á Đông mình hôm nay là mùng 5 tháng 5. Phải vậy không? Hôm nay mùng 5 tháng 5 mà chúng ta gọi là Tết gì? Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ. Chữ Đoan nghĩa là gì? Chữ Đoan nghĩa là bắt đầu. Chữ Đoan nghĩa là bắt đầu. Chữ Ngọ nghĩa là buổi trưa. Tết Đoan Ngọ là cái lễ này nó chính thức nó bắt đầu vào buổi trưa, cho nên người ta đúng 12 giờ trưa người ta ra người ta phơi nắng. Đúng không? Có không? Ở Việt Nam có phơi nắng mà thậm chí có nhiều người còn mang quần áo để ra ngoài trời phơi nữa. Vì người ta quan niệm rằng cái nắng của cái Tết Đoan Ngọ đó đúng ngay cái giờ đó đó, ngay cái giờ 12 giờ là ngọ nhưng mà đoan, tức là bước vào cái giờ phút của buổi trưa đó, ra phơi nắng để chi? Đón ánh mặt trời của cái mới đó. Cho nên Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Dương là mặt trời, nguyệt là ban đêm. Cho nên Tết Đoan Ngọ còn có một cái tên là Tết Đoan Dương, là giờ phút đó mình đón cái ánh nắng. Và ngày đó ai cũng ăn bánh uống nước cho. Ở đây mình ăn hết chưa? Có đâu ăn. Người Việt mình á cũng có cái tục gọi là Tết mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Người Hoa cũng có cái lễ đó. Người Việt mình ở dưới quê ta còn xài một cái từ rất là bình thường, đó là gì? Ngày diệt trùng, ngày diệt sâu. Việt Nam mình ngày xưa Tết Đoan Ngọ còn có tên gọi là ngày diệt sâu bọ. Vì bắt đầu mùa thì người ta bị mấy con đó, cho nên là người ta cúng để mà coi như là đừng cho đo nó phá mùa phá màng người ta. Cho nên cái ngày đó ta cúng để ta cầu nguyện, cho nên gọi là diệt. Diệt không có nghĩa là mình đi kiếm cái khúc mình giết nó, không? Nhưng mà mình coi như mình bày tỏ mình, cái sự cầu nguyện của mình để cho một năm mình được trúng mùa, bắt đầu làm tốt, không có bị sâu bọ. Vậy thì cái Đoan Ngọ đó đó, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như cái lễ Đoan Ngọ này nó khác gì với những ngày không phải Đoan Ngọ không? Có khác không? Cũng bình thường thôi. Mỗi người cũng thức dậy, cũng phải rửa mặt, rồi cũng phải đánh răng, cũng phải đi làm, nói chung hệt vậy. Thì cái chân đế là cái cách sống của mình, còn tục đế là mình tùy thuận theo phong tục tập quán thế gian. Ở chùa mình á không có Tết. Tết là Tết của dân tộc Việt Nam, không đâu liên hệ gì tới đạo Phật nếu nói về phân tích. Nhưng mà đạo Phật đi tới đâu đều có thể hội nhập được với văn hóa, với phong tục tập quán của đất nước đó. Cho nên chúng ta bưng nguyên cái Tết vô chùa. Và bởi vì Đức Phật Di Lặc là một vị Phật tượng trưng cho hạnh hoan hỷ vui vẻ, cho nên mình mời Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết để biểu tượng ngày vui của năm mới. Và chúng ta đã gọi ngày đó là gì? Mừng Xuân Di Lặc. Mùa xuân này không phải là mùa xuân bình thường của thế gian nữa. Bây giờ là một mùa xuân của người sống với cái hạnh hoan hỷ. Người nào sống hoan hỷ là người đó có mùa xuân. Cho nên người nào mà cả ngày không cười, nói trời anh làm gì mà nhìn không có mùa xuân, vậy thì đâu phải Tết mới có mùa xuân không? Ngày nào mình cũng có mùa xuân. Mình sống trong tục đế nhưng mình vận dụng chân đế mình ôm đó. Ví dụ quý vị cúng tổ tiên, thờ ông bà tổ tiên, tục đế, phong tục tập quán mà. Ông bà chết mình thờ, bởi vì theo xưa là khi ông bà còn sống mình phụng dưỡng, khi ông bà cha mẹ qua đời mình kính thờ. Để chi? Để không bao giờ mất gốc rễ, không bao giờ mình mất cội mất nguồn, quên tổ quên tông. Cho nên chùa cũng tùy thuận cái phong tục đó.
Nếu không có cái vụ mà cúng bái thờ phượng, chắc năm mình đi chùa mùng 1 Tết. Nhưng mà giờ nhờ tôi có thờ ông bà tôi ở chùa, cho nên lâu lâu hay là mỗi tuần tôi đi tới chùa. Vậy thì nhờ cái phong tục đó, cái tục đế đó đó, mà đưa mình về chùa sống được với chân đế là nghe lý, nghe đạo lý. Bây giờ đại chúng lấy cái nhìn của chân đế, đại chúng nhìn tất cả mọi sự việc. Thôi kệ, các pháp nương nhau, các pháp nương nhau. Đấy, ví dụ như bây giờ cái hoa này nè, mình cắt nó ra mình trưng, nhưng mà nếu mà hoa không mà không có lá thì đâu có đẹp. Cho nên lá là một pháp, hoa đèn là một pháp, lá hoa nó tương với nhau để cho nó đẹp. Nhờ lá mà làm cho hoa đẹp, nhờ hoa mà làm cho lá đẹp. Nếu mà hoa đứng mình thấy hoa không, không có lá, lá đứng mình, lá không có hoa, phải không? Cho nên hoa lá phải có mặt. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà một cái bình hoa này mà trắng tươi, mình nó chờ chừng gì như đám tang vậy. Từ thế gian ta nhìn mà phải chệm rồi. Màu trắng đi với màu đỏ nổi nè, trắng đi với vàng đẹp nè, phải không? Cho mình chen vô đó, các pháp nương nhau. Vậy thì đại chúng thấy rồi, mình sống mình có nương nhau không? Nương nhau hết. Mình sống là mình nương nhau hết, không có nhau là mình chết. Cho nên không bao giờ mình nói rằng tôi đã độc lập, mình không có. Ví dụ cái bàn này á, mà không có cái tấm vải này trải thì nhìn bàn nó trụi quá. Có tấm bàn vô giống như cái mặt còn có cái chân mài vậy đó. Nhìn coi nó được một chút. Để thì cũng được, có ai nói gì đâu. Nhưng mà có thì nó đẹp hơn. Cái mặt mình để vậy ra đường có ai nói gì đâu, trét một chút lên cho coi cho nó được à. Tục đế mà. Nếu mà nói chân đế á, cái chân đế là mình có để cái gì lên, già nó vẫn già, nhăn nó vẫn nhăn. Nhưng mà chân đế là vậy, nhưng mà cuộc sống phải có tục đế. Cho đại chúng nhớ là diệu là vi diệu, đế là lẽ thật. Mà trong cái tục này á, nó có ba ý nghĩa. Chữ tục nó có ba nghĩa. Một là hư giả vì vô minh. Thứ hai là tất cả hiện hữu là do nhân duyên. Đây nè, Pháp Hòa nói bây giờ tục đế ha. Cái hoa này có phải giả không? Giả mà. Mình kêu là hoa thiệt đúng không? Nhưng mà cái thiệt là tại mình nói vậy thôi, chứ còn 10 ngày sau nó cũng chết mà. Nếu mà nó thiệt thì nó đâu có chết. Nó giả cho nên chết. Thân này giả hay thiệt? Giả. Nhéo biết đau kêu thiệt, chứ thiệt sự ra chút một tiếng sau nó hết. Mà thậm chí đang đau vậy đó, nhéo cái đau vậy đó, mà người đó đưa tay vô, thôi tôi xin lỗi mà hết liền. Đang đau nhưng mà hết giận. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là thật đó, nó cũng là cái thật đó là giả thật. Chứ còn nhìn thật với cái chân đế mà nhìn giả. Vậy thì chữ tục nghĩa là một á, cái nghĩa chữ tục á, nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tất cả là hư giả. Cái thứ hai là tất cả đều là do hiện hữu, đều là do duyên. Đấy. Nếu cái hạt hoa cúc không có nước sao nó sống, sao nó mọc? Không có đất sao nó mọc? Không có mặt trời chiếu nắng sao nó lên cây? Cho nên cái hoa này nó nhờ nước, nhờ đất, nhờ nắng. Vậy thì chính vì vậy cho nên nó giả. Nó nương nhau mà. Pháp Hòa đi Mỹ nhiều lắm, nhưng mà trong đầu Pháp Hòa là không có biết cái tiểu bang nào nó gần tiểu bang nào, nó không có biết. Nếu mà Pháp Hòa mà biết là Alabama và cái chỗ Hòa sắp đi giảng này mà nó sát ở đây á, là mình đã liên lạc mình đi qua đây rồi. Không biết, nhưng mà may sao quý sư cô ở đây liên lạc được với thầy trụ trì chùa Liên Trì. Cho nên thầy trụ trì mới liên lạc, nói giờ mấy sư cô mà cái chùa mà thầy hứa cả chục năm nay thầy không tới.
Đâu vậy hả? Thôi đúng lúc quá. Thôi để vô chương trình. Thì quý vị thấy không? Nếu cái duyên Pháp Hòa hôm qua bên đó thì làm gì có cái duyên hôm nay? Vậy thì tất cả là duyên. Và thí dụ chính là cái duyên mình tạo, đúng không? Là mình sống theo cái phong tục với mình thuận theo vậy đó. Sẵn về này thôi cho tôi kia, sẵn kia cho tôi nọ. Mình hay sẵn lắm không? Anh sẵn đứng đó lấy tôi cái này. Anh chị sẵn nấu cơm cho tôi ké. Sẵn mà. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? À, nhà Phật gọi là duyên nó tạo nên duyên. Trong duyên này, nó nhờ duyên này mà nó tạo ra những cái duyên khác. Có nhiều người á, đi đám cưới bạn, đi ăn đám cưới của người bạn, vô đó mới gặp được cái cô mình thương. Rồi tới hồi đám cưới nhà hỏi anh chị sao biết, giờ tôi đâu quen đâu, tôi đi đám cưới người bạn. Rồi tôi cũng đi đám cưới, hai người gặp nhau trong một đám cưới đó. Thậm chí đi đám tang, thậm chí đi đâu chơi đó, rồi gặp nhau, duyên hết. Vậy thì cái gì mà thế gian này người ta chấp nhận, chúng ta gọi là tục đế. Còn cái chân đế là gì? Là lẽ thật của nó, là nhìn vô tất cả là duyên, là tạm. Mình nương theo nó, mình sống, nhưng mà không có khổ với nó nếu nó phải ràng. Thậm chí hôm nay quý vị tạo duyên cho Hòa đến. Như bây giờ máy bay Phú Hòa nó delay, nó không tới được. Đâu phải Phú Hòa muốn đâu. Nghe nó hôm qua, hồi sáng hôm qua gì ở đây mưa bão gì nữa đó. Ví dụ Phú Hòa tới Houston rồi, chuẩn bị connect qua đây mà ở đây có bão, không cho vô thì cũng vậy thôi. Rồi ví dụ bây giờ Pháp Hòa tới hôm trước khi mà bão, tới chùa đây ở trong này rồi mà tại vì bão quý vị cũng đâu dám đi. Nó thôi đừng gì đi gặp ổng cái mắc công, thấy không? Thôi không sao, ở nhà nghe YouTube cũng được. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không, mình cố gắng mình làm việc đó mà không được, cũng cứ nhẹ nhàng. Vì mình chân đế là gì? Tất cả là tạm. Tất cả là tạm. Cuộc sống này á, tục đế đầy dẫy hết từ sáng tới tối. Gặp nhau cái chào anh chào chị là tục đế thôi. Tại vì thế gian gặp nhau phải chào, không chào người ta giận. Ăn cơm người đó no rồi, biết họ ăn rồi, nhưng mà lịch sự ăn cũng phải mời một tiếng, tục đế đó. Không rồi người ta buồn. Nhưng mà lỡ ví dụ như á, mà người ta có quên mình á, thì mình lấy chân đế ra mình sống. Theo lẽ nó phải mời tôi đó, mà thôi kệ, chắc nó không thấy tôi, giận chi. Chân đế ra cái hết khổ hết buồn. Mà hãy chân đế mà có mặt được vậy, nó ôm được cái tục đế mà mình expect, mình nghĩ là nó, họ phải mời mình, mà mình có chân đế mình ứng dụng ra rồi thì sống nhẹ nhàng là thấy niết bàn, phải không? Hồi nãy mà nói đó, trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào không có sống cuộc đời này mà không nương vô tục đế, mình phải nương tục đế, phải không? Nương tục đế mà sống để thấy được chân đế. Mà người không thấy được chân đế thì người đó không thể tới được niết bàn, không có được niết bàn. Thì niết bàn là gì? Là niềm vui. Niết bàn là niềm vui, còn chân đế là những cái nhìn thấu triệt. Còn tục đế là những cái chúng ta nương trong cuộc sống mà sống. Để chúng nhớ phải không? Mà cuộc đời này á, nếu mà nói theo gọi là tứ đế của Đức, hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế. Nhị đế là tục đế và chân đế. Chân đế nó còn được gọi là đệ nhất đế hay là thánh đế. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó nó mới làm cho mình thoát ly dính mắc chấp trước, vượt khổ đạo. Mà con người mình sẽ vì khổ là vì sao? Vì chấp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thật ra con người, nếu nói cho cùng á, là chúng ta vô ngã, không có mình, không có thật. Ý là mình ví dụ mình nói không? Cái điều đó tôi biết. Cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết, đúng không? Nhưng mà suy cho cùng, cái biết đó ai cho mình?
toàn là gương của người khác, lượm lặt của người khác, bỏ vô cái bản thân mình, cái đầu mình để gọi là tôi biết. Thầy thử đi nói cho cùng, cái biết của mình là lo lượm chứ có gì của mình đâu. À, không có của mình thì làm gì, mình không có thì làm gì cái có của mình. À, mà thấy được vậy gọi là vô ngã. Ví dụ như người ta nói cái đứa đó là vợ tôi, chồng tôi, thiệt không? Thật vậy không? Nói vậy thôi chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa. Mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình. Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi. Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời, hai là không còn thương nữa, cái tự nhiên cái của mình vậy nó không phải là của mình nữa. Vậy thì cái, rồi quý vị thấy tiền á, dặm túi mình là của mình phải không? Đi ra chợ mua đó 5 đồng, móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình á, là chúng ta gọi theo tục đế đó. Còn chân đế là không có cái gì của mình hết. Ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình. Nghĩ cho cùng có của mình gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở, mình nằm chết là của mình nữa không? Của nhà hoàng. Lúc sống dành dữ lắm, mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ. Thậm chí mà lúc mà khổ, lúc mà thương, nhìn đắm đuối, tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất rồi, thôi thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn đâu. Có nhiều người đâu có dám vô nhìn. Rồi có nhiều người đi đám tang rồi bất đắc dĩ bạn bè thân thiết phải đi, chứ đi vô nhắm mắt đi ngang nhìn vậy thôi, chứ tưởng đâu lên có nhìn, chứ thiệt sự đi tới đó xuống cuối vậy đó. Tưởng đâu mình thành kính lắm rồi mà thiệt sự đang sợ đó. Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết. Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng, từ tóc, tai, răng, móng, bản thân mình đây chẳng của mình, mà ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết. Ví dụ như mình có đứa gái và con tôi, nhưng mà một khi mà nó gả qua cho gia đình người khác á, thì người ta kêu là con già đó chứ đâu phải của mình. Trong cái đầu mình có đang nghĩ giờ là nữ sanh ngoại tộc, con gái là con nhà người khác, tại nó đâu có sống với mình. Mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn để mình cho nó làm vợ, làm dâu gia đình người khác, thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi, là nữ sanh ngoại tộc. Thậm chí á, người ta còn bày theo cái tục á, là con gái á mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết á, mà về nhà mà để tang á, là đổi cái khăn á, là phải phủ mặt xuống chứ không cho kéo bẻ cái miếng tang đó lên. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ, cho nên tôi xấu hổ, bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang, tôi xấu hổ lắm, tôi phải che mặt lại. Hồi xưa mai cái mấn mà cái khăn á, chùm lên đầu người con gái là phải phủ cái mặt xuống. Nhưng mà nếu người con dâu á, bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện, tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này. Tục đế hết, ai biết mình là ai đâu, nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu, phủ cái đó xuống kêu con gái, vậy thôi. Rồi hãy đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại, chấm xanh là kêu cháu nội, chấm vàng là kêu cháu chắc, mà chấm nào cũng chết chắc. Phong tục mà, lục đế phải không? Và chân đế mà nhìn lại gì? Tạm hết cái khăn nóng nói lên gì hết á. Nhưng mà không có không được, không có không được, phải không? Không có không được. Thật sự bây giờ mình có để tăng 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm đó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm, rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ, vừa hạ nguyệt xuống kìa, lột dục xuống luôn, xong. Rồi nếu mình nhìn vô cái phong tục, đâu có được, phải để tăng đủ 49 ngày. Ít nhất. Vì cái đó là phong tục.
Còn chân đế mà nhìn đó, tâm tan mới quan trọng. Cái tâm tan mới quan trọng, còn cái tan gì là hình tượng. Nhưng mà không có không được, vì đó là phong tục. Mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, ăn cơm bằng đũa, cho nên cúng phải có để đôi đũa lên đó. Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa hả chi? Ấn Độ bóc mà. Ông lẽ về cúng như người Ấn Độ cũng đem ba đôi đũa lên để. Mà nếu có để cũng không sao, vì phong tục. Mình ăn gì cúng đây. Đa số là cúng toàn mấy món mình thích. Cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba, chứ nhìn bàn thờ này năm thích nè, bảy thích nè, chồng tôi thích nè, con tôi thích nè, chứ không có ông bà thích món gì chứ. Đi chợ mua một cái nải chuối rất là xanh đẹp, đem về để bằng Phật, mà hãy chín cái là đem xuống liền. Mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa, coi trái nào chín. Tụng kinh mà ngó, nhất là lúc mà niệm Phật á, niệm Phật là khỏi cần phải nhìn chữ, nhìn kinh đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Nhiều người dứt kinh cái trái này chín nè. Mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để vú trái cây cho mình vậy. Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ trái cây tục đế, bình hoa tục đế, chè xôi quý vị cũng tục đế. Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi, nhưng mà tại vì mình Phật thì sống với mình mấy chục năm rồi, giờ biết hết. Nhất là hễ sống chùa Huế là ăn bánh bồng lọc. Mà Phật của mình là sướng lắm, ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ. Ở chùa Huế ăn bún bò Huế, ăn bánh bồng lọc, ăn bánh nậm, vả trộn, mít trộn. Ở chùa Nam là ăn kiểm múc mùa. Vậy thì quý vị thấy không, phóng tông quá. Vậy thì con mình bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống, thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế, và chân đế là tất cả chỉ là phương tiện, là tạm có, lấy cái đó ra ôm được cái tục đế, thì nó có hụt chút, nó thiếu chút, không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung. Anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm. Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai. Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn để xác định anh là chồng là vợ, chiếc nhẫn đó nó chính là cái mốc để nó giữ người đó lại, để biết anh bây giờ là chồng là vợ, sống đúng cái đạo lý của vợ chồng. Thế thôi. Áo này đâu làm đâu ông thầy. Nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại. Ông có cái áo te rẹt. Mười miền Nam là te rẹt là đi ta bà. Nhưng mà nhờ có chiếc áo trên giữ đi đứng cho khoan thai cho đàng hoàng. Phải không? Chiếc áo nó không nói lên được. Nhưng nhờ cái đó giữ được cái hình tướng của người tục. Bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa. Bây giờ quý vị mang chuông, mang mỏ, con đồ lên thì quý vị là cái chùa. Thì cái hình ảnh chùa này là tục đế. Mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ, có chuông, có kinh, có Phật, có khánh, có vậy đó. Đó là mình tục đế. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy. Nhưng mà hễ người Hàn Quốc kiểu của họ khác, người Tây Tạng kiểu của họ khác. Họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ. Không lẽ bây giờ mình sống bằng 100% của người Việt, mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bản mình nói ở đây sai sao? Mình phải cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tục đế của mỗi nước mỗi khác. Và cái chân đế chỉ là biểu tượng, chân đế là mình biểu lộ, mình nhận cái đó.
Và cái người mà sống được với chân đế, mà lấy thấy chân đế như vậy, như như hồi nãy Pháp Hòa dẫn một câu vậy đó. Và vì sao mình nói được cái đó? Tại vì mình nhớ rằng định nghĩa của chữ tục: một là giả, hai là duyên. Tất cả là giả, hai tất cả là do duyên. Cái thứ ba là gì? Ngôn ngữ hí luận. Pháp Hòa ví dụ, mình đến một cái đám tang, đứng lên mình chia buồn, đó là ngôn ngữ phong tục thế gian. Không ai mà đứng lên đám tang mà nói: dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị tiễn được ông lên đường. Không ai nói gì hết đâu. Vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn, đám tang là chia buồn, mà hễ đám cưới là chia vui, còn không là chung vui. Ai mà chia mà nhận? Vui ai dám chia? Mà buồn ta chia mình ai dám nhận? Trời ơi, phải không? Mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà. Nó là tôi chia buồn với gia đình. Thử ta nói dạ dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra. Thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa, đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó. Sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó, phải không? Có nhiều người sợ vậy đó, đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á, quẹo tới quẹo lui, phải làm gì đi gì kia vậy, đánh lạc hướng mà. Vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à? Rồi bây giờ mình nói thì Pháp Hòa thương với đại chúng như vậy á, để cho chúng ta là người sống ở đời và chúng ta biết rằng chúng ta đến với đạo Phật không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật. Tin là phải có, nhưng mà không phải tin Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, và lời dạy của Ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật. Tin chứ, sống mà không tin sao được, tu mà không tin được. Tin Phật, nhưng mà không phải tin Phật là thánh thần ban xuống, mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì? Tục đế, chân đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được cả hai, thì người đó có niềm vui, có niết bàn, có an lạc. Cho nên nhà Phật có cái từ là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là dung nạp cả hai một cách viên thông, không trở ngại. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver tuần rồi, thì có buổi chiều thì có nói chuyện với các một số các em trẻ. Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là khi mình truyền bá đạo Phật cho các em trẻ, mình có cần nói tiếng Anh không, hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ em muốn giữ tiếng Việt điều đó tốt, nhưng em nói tràn gian đại hải mà cái người nghe em không hiểu gì hết thì nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải chân đế nè, là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu? Sanh ở nước Mỹ. Và cái tiếng mà thông dụng của nó nhất, cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì? Tiếng Mỹ. Tục chân đế phải không? Rồi bây giờ chân đế của mình nè, mục đích của anh nói pháp để làm gì? Là mong cho nó nghe. Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không, mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói, thì nó anh nói gì? Vậy thì anh phải tục đế, là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó. Vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế, mà nó bằng là ngôn ngữ, bằng nó hiểu, mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế. Mà nó hiểu mình nói, nó sống với mình, nó vui vẻ, mà mình cũng vui vẻ, là cả hai có niết bàn. Bây giờ mình nói theo kiểu Việt Nam, nó không có hiểu mình nói gì hết trơn á, rồi nó cứ trơ trơ ra. Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì.
Như vậy là mình nói nó lì chưa chắc nó đã lì, là tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi, cho nên nó ngồi y ra đó, nó không làm gì hết. Thì theo cái nghĩ của mình á, đứa nào mình nói mà nó vẫn không làm gì hết là mình cho nó là lì. Thử bây giờ mình bữa nào mình kêu nó ai đấy nói cho nó nghe, dịch cho nó hết rồi, trời nó làm răm rắp lên trời, bữa nào sao này nó ngoan dữ vậy ta, bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à. Người tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó, quý vị thấy không? Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được, điều đó tốt không? Cũng tốt thôi. Thì mình phải nhận cái chân đế, người ngoài cũng là tục đế. Quan trọng là diệu đế, là giữa mình với nó có dung thông. Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè, kiểu của mình là kiểu Việt Nam, mà mình dung thông được cả hai. Giống như mình nấu spaghetti xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó, cũng là bỏ đủ gia vị xong cho vô muỗng nước mắm, cái nồi spaghetti khác liền. Dung thông. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế, là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ. Đó là tứ diệu đế. Mà bây giờ khổ á, khổ với cái nhìn tục đế á, là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Đó là những lẽ thật của đời đó. Thật ra sanh già bệnh chết nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi việc nó đà như vậy, cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế là sanh già bệnh chết sự thật, nhưng mình có đạo đế. Đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết. Sống ở đời, đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ của tâm nè: cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp. Cái thân này ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn, nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh, điều ran. Đó là bốn khổ của tâm lý. Mà nguyên nhân là mình khổ là vì mình không nhận được sự thật đời là thế. Còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó. Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu. Tại không anh không đúng ý với cái người ta làm thì anh ghét, chứ không chưa chắc người ta đã trật. Chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái già đâu có khổ. Cái già không có khổ. Mà tại mình không thích già, mình sợ già. Cái sợ già nó mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật. Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là già ở xứ Mỹ đâu có khổ, tại chính phủ nuôi. Mỗi tháng được lương của chính phủ phát, được ở senior home đó. Người già ở Mỹ nếu mà nói cho cùng là già rất sướng. Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ mình sống chứ không dư. Tại sao người Việt Nam mà không dư tiền là khổ? Tại vì mình có cái tật là hay giữ gìn để cho con cháu khổ. Chứ nếu người Mỹ là không khổ. Vậy thì cái đủ tiền đó, chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không ít, đủ. Nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi, nhét ở dưới gối nằm, tối ngủ được lấy là đếm cái, hít hung cái khỏe. Tiền là sức khỏe của tuổi già. Là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân. Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng. Cho nên người Mỹ thì họ mỗi tháng tiền vô trong cái account của họ, rồi họ chi ra hết cho tất cả, họ enjoy. Còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là vì mình sống trong cái hoàn cảnh khó từ nhỏ rồi, cho nên lúc nào cũng phải để dành. Đứa nào đó tới cho chút, vậy mình mới cảm thấy là mình là bậc cha mẹ đúng nghĩa. Thật là kiểu của mình. Tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình, mình mới khổ.
Cho nên nguyên nhân của khổ là vì chúng ta không nhận. Mà chúng ta nhận ra được rồi thì hết khổ. Và con đường giúp cho nó hết khổ là gì? Có một cái thấy đúng về các pháp, gọi là chánh kiến. Có một cái suy nghĩ đúng về mọi việc. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Mình làm gì? Thành thử ra cuộc sống này trở nên rất là diệu đề, vì chúng ta biết thấu triệt quán nhìn hơn. Ví dụ cái cô đó cũng muốn nấu nồi phở, rồi nấu làm sao hồi nấu ra phở ra hủ tiếu cũng có sao đâu, cũng có sao đâu. Hủ bình thường cũng ăn hủ tiếu mà. Mà tại vì ta tuyên bố nấu phở, cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này mùi này mùi này vậy nè, cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình, cái mình chịu khổ. Và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng hơn, nó thấy tôi thích nấu gì vừa rồi, thấy không? Thì nó nồi phở đó cũng là chân lý mà, tùy theo mỗi cái nhìn của mọi người. Vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế. Đế là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Diệu là vi diệu, wonderful. So once you can see everything as they are, you're free from all your attachment. Once you free your attachment, you attain nirvana. Buddhism called nirvana. Nirvana means the absence of negatives. Whenever you have no negative feeling in your heart, in your mind, you live in nirvana. So you don't have to wait until you die to go there. You can attain nirvana right here in the present moment. Niết bàn cực lạc là ngay khi chúng ta nhận lấy được cái chân đế, ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa được giao cho cái nhiệm vụ thỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật bon lại cúp một cái ngồi dậy, vẫn làm ý nha. Con bà cụ đó, bà vô cái bà bon cúp cái, bà đứng dậy bà chỉ mặt: chú hổn nha, chú dám gõ đầu tôi. Thấy không? Tại sao? Tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà. Nhưng mà mình được học là người ta lại xuống, rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập. Đó là một cái signal, một cái báo động để ta đứng dậy cho nó trang nghiêm, đúng bài bản. Nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hổ. Thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó, không có giận. Còn nếu mà mình bưng bỏ đó, mình nói bà lỗ sổ. Tôi được giao thế này thế kia. Cho nên mọi việc, vào đây chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế. Chúng ta lấy cục đất, cục xi măng, cục gỗ như đó đục đẽo ra. Hồi nãy dưới thằng cục gỗ mình chẳng có là gì hết, tới hồi đục đẽo xong thành ông Phật đem bàn thờ lại hy hùng, lại ngày đêm, mà thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn. Mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ Phật này nè, phải không? Thành thử ra cái đó là một cái phương tiện. Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng. Có một em nó đặt một câu hỏi cho Pháp Hòa cũng tuần rồi, nó nói tại sao phải lại tượng Phật? Tượng Phật là cái tượng thôi mà. Thì Pháp Hòa mới hỏi ngược chị: tại sao em chào cờ Hoa Kỳ? Lá cờ Hoa Kỳ là tấm vải thôi mà. Như vậy thì cái lá cờ đó, tấm vải đó tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào. Tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng để mà gọi là kỷ niệm các ông này ông nọ? Mỗi tỉnh, mỗi tiểu bang đều có những cái người mà người ta đã làm, đã đóng góp cho tiểu bang đó. Cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn. Thì Phật cũng vậy thôi. Mà Phật không có biểu mình làm đâu, tự mình muốn làm mà. Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. Ở chẳng hạn như chiều Diệu Đế bông sen có cái dòng chạy vòng vòng vậy đó, địa điện phải không? Đó, mấy chùa kia đâu có. Đúng
Đó, chùa kia không có, mấy chùa kia Phật ngồi không có sẹt sẹt lửa gì đâu. Thật ra Phật ngồi trên Phật cũng chịu à. You do what you want. I enjoy. Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diệu đế chưa? À, mình nhớ là mình sống ở thế gian nương tục đế, vì tan vậy mình vậy. Thí dụ người ta đến đây ta làm vậy mình không thích, mình cũng phải tùy thuận, vì cái đó là mọi người như vậy, mình là như vậy. Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu, mình đến đâu mình phải theo đó, mình không có thể tự ý mình sống theo ý mình. Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra, hội nhập được cái tục đế, sống nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chọc ai phiền khổ gì đâu. Không, tôi cũng khen, tôi vậy đó. Ờ, thì anh vậy thì ta cũng cho anh ra gốc vậy luôn. Mình sao, mình tạo nhân sao thì cái quả mình sẽ gặp như vậy. Tại vì mình thích xì lô một mình thì người ta sẽ cho mình một mình xì lô. Còn hỏi nhâm thì nó khác. Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi thời cũng kinh, đúng không? Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông, mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? Là do mình. Cho nên tăng là một đoàn thể hội hòa hợp, vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến đó mình không hội nhập, nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi, thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được? Không có một cái gì trở ngại đó. Người ta nói, ủa sao mọi người ở đây mà có người kia ra gốc cây? Thì đó, nó trở ngại rồi. Và đôi khi mình một mình mà làm cả cái không khí mất vui, thấy không? Mà nếu mình hội nhập được, mình là cái nhỏ, đại chúng mới là cái lớn, thì mình tự nhiên nhập được với đại chúng tới cái chỗ không trở ngại. Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó, nấu cho một cái đại lễ, ai đó chọc mình bực tức lên, mình bỏ mình đi về, có phải là mình đã bị trở ngại không? Bây giờ tôi vượt qua được cái này, vì lễ hôm nay mới là chính, người đó chỉ là một, và cá nhân tôi là một, cục giận của tôi chỉ là một. Không lẽ bây giờ cả ngàn niềm vui hạnh phúc và đại chúng không ôm bắp được một cục giận của mình sao? Một sự thanh lương của đại chúng, 100 người thanh lương, không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao? Mình sống được rồi. Hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm, tôi sắp sửa đi về đó, nhưng mà tôi thấy tát bà, chú Đại Bi có câu đó đó, tát bà nghĩa là vì đại chúng, vì việc chung. Cho nên mỗi câu thần chú của Đại Bi nó có nghĩa để mình tu đó. Và trong cái chữ tát bà nó có nghĩa là vì cái chung, vì cái chung. Thì vì cái chung thì tôi không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi cái ngã gì, cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng. Tôi vì đại chúng được, tôi ở, tôi làm được, tôi vượt được cái đó. Hôm nay tôi sống được với diệu đế. Lẽ ra bà đã nói vậy tôi giận đó. Tôi giận vậy là đúng rồi, tục đế mà. Chỉ coi đó nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đế, tôi giận đó là chuyện bình thường. Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng. Nhưng bà vẫn ở lại bà làm, là bà mới là chân đế. Và nói cách khác hơn, bà vẫn là diệu đế. Còn nếu mình đi theo cái tục đó thì có đâu có sao, nhưng mà khổ lụy, phải không? Thành nữ Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật thấy cái tục đế. Nếu Đức Phật ra đời mà Đức Phật nói thuần chân đế, mình nhận không nổi đâu. Mình nhận không nói đâu. Ví dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thật ở đây, phải minh tâm kiến tánh, ngồi thiền ngày sáu giác, lần 2 tiếng, chắc một thuyền thôi là chìm thuyền. Sống sao nói. Để bây giờ phải cho ngồi thiền 30 phút, rồi đứng dậy sơ bóp đi vòng vòng, bác nghe kinh buổi, vô cho ăn chập, ăn xong rồi sợ buồn ngủ cho đi vòng vòng cho tiêu cơm,
xong rồi vô tụng kinh, xong ra ăn chạp, nghĩa là tu ăn vậy. Anh tu ngày ba cử, anh ăn đủ ba cử. Đó. Rồi sợ anh ăn no rồi nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt cho anh nghỉ trưa trước. Đó, rồi sợ anh thấy sao chùa này nghèo quá, không có cà phê cà pháo gì làm bàn cà phê cho anh uống nữa. Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha, chứ lẽ là anh tu không có được ghiền à. Nhưng mà tại anh ghiền của tôi tùy để anh tu. Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ anh đi tu thì tôi mất chân đế. Tôi chiều anh ly cà phê đó, vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ. Thì quý vị thấy không, cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau. Mà người nào sống được như vậy là sống với diệu diệu đế, biết hết tất cả cái gì nó đang có ra, biết hết, đây là tục đế. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ, và Đức Phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được, mình không có nhận nổi đâu, mình không nói đâu. Cho nên rồi các ngài mới phương tiện, ví dụ như lẽ ra, thí dụ như bây giờ nói tu đi, không có chức, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà không có như vậy thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn. Biết các pháp là bình đẳng, nhưng không không thể nói bình đẳng rồi không có thứ lớn. Nó phải khác chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói nè, tất cả mọi người ở đây đều là con người hết, đó là bình đẳng, đều là máu đỏ nước mắt mặn. Nhưng mình phải có thứ lớn. Quý bác nó lớn tuổi, mình phải kính trọng như cha mẹ ông bà. Hai vị này như cô chú, mình xây qua đây dạ con chào cô chú. Hai người này như anh chị, thành thử gọi anh chị, chú bác, cô gì là gì, chúng ta nhận ra cái nét mặt, cái tuổi tác, chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy. Nhưng cái đó là chân lý thôi, vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn, nó quân bình với nhau. Còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng, già trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau, thì nói như vậy thì nó không có thứ lớp cả. Thực bình đẳng là bình đẳng đó, nhưng mà rồi nó loạn lên. Thà thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được, mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ, gì không thoát được. Cho nên nhị đế dung dung thọc chuông mỏ Phật trái cây chứ diều hai hai dung thông. Quý vị biết không, quý thầy mà xếp cái y rồi vậy, xếp ngay ngắn rồi gấp đôi y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại, lúc nào cũng nhị đế dung thông. Nội cái xếp y của người tu thôi, cũng nhắc nhở người tu phải nhị đế dung thông. Mà mình muốn hành đạo thì mình phải có được cái đó. Mình sống, muốn sống cuộc đời an lạc phải làm được điều đó, còn không thì mình sẽ rất khổ. Thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa của chữ diệu đế và ứng dụng diệu đế như thế nào trong cuộc sống này. Mà thân tình mà nói, cuộc sống của chúng ta không ngoài hai cái này, phải không? Nếu mà không có hai, dung thông được hai cái này thì mình rất là khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh, ví dụ như là cái tục đế là gì? Là relative truth. Cái chân đế là absolute truth. Whatever you do, just a relative. You have to do it, but in the deep, you can recognize what is the absolute. For example, when we see each other, we greeting to each other, is the relative truth, because in this life, the polite way is greeting each other. But deep inside, you have the absolute truth, is the respect. Sometimes you do it in the form of greeting, but inside you don't respect that person. It's no meaning. But in the relative, people still recognize you respect them by the greeting. So if you can use the relative truth and use the absolute truth to embrace the relative truth, and you're free from all attachment. And that is the meaning of this temple's name. Wonderful truth. And what are the truths? Relative truth, absolute truth. We eat is a relative truth. We satisfy our hunger and keep our life is the absolute truth.
And because the relative truth, that's why no matter what you eat, as long as you satisfy your hunger, you're hungry, and then you can keep your life. And this is the main thing. For example, if one day you back home, you say, "Mom, I'm hungry." Your mom doesn't have much food. Whatever she offers you, just to keep you overcome your hungry, you take it. Because the absolute truth is to make you feel better. The relative is no matter what kind, as long as that the food you can take, it doesn't bring you sickness. So if you can see by the two practicing, relative truth and absolute truth, you are free from all kind of attachment. This brown robe cannot turn you into a monastic. But because of this, if this brown robe can keep you as a good monastic, so this is a piece of fabric, it's a robe only. But without this robe, you may call me some Mr. whatever, but with this robe, you call me Thai. So this relative truth is the robe, but make you become a good a practitioner, a true practitioner, a true monastic. That is the relative truth. You get a mare of a wedding ceremony, relative truth. The absolute truth is you love each other and keep your relationship, keep your commitments. The wedding ceremony, nothing. But the wedding rings in your finger symbolize for your marriage. And because of that ring, keep you in the shape of the family as a spouses. Thì hai cái đấy, tục đế tiếng Anh gọi là relative truth. Chân đế tiếng Anh là absolute truth. Và cuộc sống này đều phải ứng dụng như vậy. À, chúc đại chúng khỏe. À, con nghe mọi người nói là coi như bệnh á, từ nghiệp mà ra. Thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh đó nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như có người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là bệnh nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh đó hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè. Thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả, bằng cách là bây giờ đây là bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa, là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối, bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống. Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh. Và cái tư tưởng của mình positive lên.
tích cực lên là tôi sám hối, tôi tụng kinh, Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ á, anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt tụng làm cái gì, Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng. Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu. Nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Rồi cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên á, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. Đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ thân khẩu ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè. Rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối. Ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp. Thời hồi sáng này có ngồi nói chuyện với quý anh chị em trong ban tổ chức, thì các anh chị bày tỏ cái lòng vui mừng khi mà đã nỗ lực để mà làm một cái Phật sự và thấy mọi người hưởng ứng, cũng như anh chị em đồng lòng trong công việc rồi mọi người đến hưởng ứng. Mà ngày hôm qua Phó Con có cảm giác á, không phải là một ngày tu học thuần túy mà nó có tính cách như một ngày picnic. Một cái ngày picnic, một cái buổi, một ngày nghỉ lễ mà mọi người có mặt cho nhau. Thấy không? Ngoài cái buổi tụng kinh nghe pháp, mọi người quay quần lại với nhau trong những cái hộp cơm chay mà ở khắp nơi trong một cái mảnh đất rộng lớn, và có những chỗ nào có bóng mát là mọi người đều trú ẩn vào đó và tận hưởng cái không khí trong lành ở ngoài farm, cũng như là nắng ấm của thời tiết ngày hôm qua. Và mình rất là hên á, thì khi vừa xong pháp hội thì bắt đầu mưa và chuyển và bắt đầu lất phất, trời lạnh và mưa, rất hên, phải không? Rồi sau khi mọi việc xong thì đó là một cái điều may mắn, và đồng thời nó làm, nó nuôi dưỡng cái hỷ lạc cho mọi người. Cuối cùng đại chúng thấy á, không có cái gì qua cái sự tu. Và trên đời này á, hễ cái gì mà có, nó thuộc về cái lĩnh vực tu tập tâm linh, đạo đức, thì luôn luôn được kính trọng. Có câu nè: nhớ xưa vương khải thạch sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Chung là hết á, tức là hết một thời rồi cũng như đó thôi. Công danh phú quý cũng chung một thời. Cái chữ chung đây không phải là chung đụng, chung cùng, mà chữ chung là hết. Hết công danh phú quý cũng hết đời. Nhớ xưa vương khải thạch sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Nghèo giàu khổ giống nhau, giàu hay nghèo luân hồi khổ đau cũng giống nhau. Giàu hay nghèo, trí thức hay không trí thức, thì không biết cách sống vẫn khổ giống nhau. Và giàu hay nghèo, trí thức không trí thức,
mà chúng ta đối xử với nhau tệ bạc thì cái hậu quả tệ bạc chúng ta cũng sẽ nhận về đó. Cho nên công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay mấy tạo không ngần. Mấy tạo là gì? Là cái máy tạo hóa, lên xuống, sống chết còn mất. Thì người ta cho cái sự thay đổi cuộc đời này như cái máy tạo, để người ta nói đến cái sự gì? Tạo hóa trên thế gian này. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Quý vị bước ra thấy một đám mây đẹp quá, hình này hình kia, chạy vô gọi người thân ra xem, chạy ra đám mây nó biến dạng, phải không? Bức tranh vân cẩu đó, mây nó tụ như một con nó một con, một cái hình thức nào đó mấy tầng xa xa. Vậy thì người ta nhắc mình khuyên đừng trách lẫn trời già, than khổ đau gì đó, đừng có trách ông trời. Khuyên đừng trách lẫn trời già, đừng có đổ thừa cho ông trời, đừng có đổ lỗi cho tạo hóa. Mà gì? Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Việc làm của mình không có ông trời nào xui biểu. Chánh là do mình muốn, tà là do mình chọn. Hầu như vậy thì cái chánh cái tà là do mình muốn mình chọn, chứ không phải là cái chuyện khác đi, phải không? Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu. Cái chữ không hiện hữu là trời không có mặt trong cái công việc của mình. Nói cách khác là trời không có involve, trời không có liên hệ, phải không? Tất cả là do mình, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, tức là mình gieo nhân thiện, gieo nhân ác, thì quả kia phải trả. Chỉ có điều là chậm hay nhanh mà thôi. Quả kia phải trả chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu, sao rồi làm sao. Bây giờ mà không lo thì sau này biết ra làm sao. Hình như nó có bài hát đó, biết ra làm sao, không? Không. Cho nên những lúc ngày mấy ngày sinh hoạt có những câu chuyện trao đổi thì nhận ra, hồi nãy trước khi Pháp Hòa lên đây thì ở một cái gia đình đó đang ngồi nói chuyện, thì quý thầy nhận được cái điện thoại của một sư cô ở tại Canada, ở bên miền BC. Hồi đầu tháng 4 sư cô đến Alberta định là dự khóa tu của chư ni. Thì sư cô vừa tới thành phố Calgary, chưa kịp lên tới Edmonton thì cô bị stroke, bị tai biến, trở ngược về BC. Bữa nay gia đình gọi lên nhờ thầy khai thị cho sư cô vài lời, vì sư cô đang trong cơn hấp hối, đang khỏe mạnh bình thường. Hồi nãy này trước khi đi, Pháp Hòa gửi một số chuỗi, tại vì có một người gửi, Pháp Hòa gửi tặng cho sư cô đó số chuỗi, thì nhờ Pháp Hòa chuyển cho quý thầy để cuối tháng này quý thầy về cái thành phố đó sẽ gặp sư cô mà trao cái số chuỗi đó. Giờ số chuỗi chưa kịp trao cho người đó thì bây giờ cô đang hấp hối sắp mất. Chờ hồi nãy Pháp Hòa mới khai thị cho cô, và sau cái buổi khai thị rồi thì Pháp Hòa mới nói với quý vị đang ngồi có mặt, thì quý anh chị thấy trong cuộc đời này cái gì mới quan trọng? Chính là con đường đạo đức tu tập của chúng ta. Chữ tu nghĩa là mình, chúng ta chỉnh sửa để hoàn thiện cái đạo đức của chúng ta. Ai cũng có một con đường để sống gọi là đạo, nhưng quan trọng cái đạo nó có đức không. Thí dụ mình đi buôn bán cũng là một cái lối sống, phải không? Nhưng mà cái lối sống đó phải chắc chắn rằng con đường buôn bán đó phải có đạo đức. Mình mở phòng mạch làm bác sĩ cũng có đạo đức của một vị bác sĩ. Mình mở phòng bán thức ăn cũng có đạo đức của người bán thức ăn. Tại vì nếu mà mình chỉ xê xích một chút, ham cái của nhiều, ham lời nhiều,
có thể mình gây lỗi trong khi mình nấu ăn, nấu không kỹ lưỡng hoặc là không có thật tâm kỹ lưỡng nấu đúng cái món ăn cho khách. Đâu có biết được, tại vì ngay khi chúng ta làm từ thiện, nếu chúng ta không tu tập từ thiện, nó cũng sẽ dẫn mình. Mới đầu thì từ thiện, sơ khởi thì từ thiện, nhưng mà ở cái mặt phần giữa đó, bắt đầu cái lợi danh chúng ta sẽ lao vào và nó mất đi cái chất của từ thiện. Tu tập cũng vậy, bất cứ một cái hình thức nào, chúng ta luôn luôn phải duy trì cái mức độ tu tập chung với nó, để nó mãi là một con đường thánh thiện. Chứ còn trên đường đi nó rất dễ ngã, nó rẽ đường. Và cái đó nhà Phật gọi là gì? Đó là những cái bất thiện pháp nó có thể xen vào. Pháp Hòa ví dụ, mình đem cái khăn ra mình phơi ngoài sân, nếu mình canh nó vừa khô tới mình đem vô thì nó cũng có bụi trong khi quá trình treo phơi, nhưng mà nó không quá nhiều bụi. Nhưng nếu chúng ta treo nó chừng 2-3 ngày, chắc chắn bụi nó sẽ nhiều hơn mình phơi nửa ngày. Mà nếu chúng ta bỏ quên nó ở ngoài sân cả tháng thì nhất định nó làm sao? Nó sẽ bám bụi nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng thế. Tại vì mình có cử động đó, cho nên bụi nó không bám vô người mình. Chứ thử giờ mình ra mình đứng ngoài sân như cái tượng này. Nếu mình để một cái tượng ngoài đó, thí dụ mình mà ra đứng ngoài sân như một bức tượng, thì sáng chiều thôi là người mình sẽ có bụi thế này thế nào. Cho nên trên con đường tu tập luôn luôn phải gia tâm. Cho nên thường chúng ta hay nói xin Phật gia hộ cho con. Gia hộ là gì? Luôn luôn để tâm bảo hộ cho con trọn một cái đường con đi. Tại vì nếu mình gia hộ người đó khúc đầu mà khúc sau mà không gia thì người ta hụt hẫng, lạc lối. Quý vị thấy lái xe, mặc dù con đường nó rất trơn tru, không có lỗ gà ổ vịt gì cả, đường rất thẳng tắp, nhưng chúng ta không thể bỏ tay lái được. Lúc nào tay lái phải đặt ở trên cái tay lái và giữ cho cái xe mình nó thẳng đường mà không có lệch lạc qua những cái lane khác. Dù con đường đó có bằng phẳng cũng như thế. Dù chúng ta đang sống hạnh phúc bình an, nhưng không thể lơ là, vì cái tâm bất thiện mình rất dễ nhảy rào. Cho nên người tu bước ra đường phải mặc chiếc áo. Người ta nói chiếc áo đâu làm nên thầy tu. Đúng, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo, dù nó không làm nên ông thầy tu. Nhưng nếu thầy tu mặc được chiếc áo đó, thầy tu sẽ được giữ mình ở một cái mức độ nào đó. Cái đầu nó không nói lên cái sự tu, nhưng nhờ có cạo đầu cho nên lúc nào nhìn mình cũng biết mình là người cạo đầu, thì phải sống đúng với cái bản chất một người phủi tóc cạo đầu. Ăn chay nó không nói lên chuyện tu, nhưng nhờ ăn chay cho mình tránh được những cái bất thiện của cái ăn. Quý vị hiểu ý không? Quy y không nói lên chuyện tu, nhưng nhờ quy y nó giữ mình, khép mình ở trong cái tu. Ngồi thiền một ngày không thành Phật, nhưng ngày nào cũng ngồi cho nên tâm mình nó lắng. Mà nhờ nó lắng vậy cho nên biết suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi mình hành động. Thiền không thành Phật, nhưng mà giúp mình thành một con người sống mỗi ngày rất đẹp. Vì mình có cái nghĩ trước khi nói, có cái nghĩ trước khi mình làm. Như vậy nhà Phật tu không phải nói đến vấn đề thành tiên thành thánh gì, mà cái cách Phật giáo là để gò mài một con người, để mỗi ngày mình đúng là một con người. Một con người sống giữa người với con người, đối với việc, đối với người chúng ta trọn vẹn. Thí dụ bưng cái bàn ra để cho nó ngay, trải cái khăn bàn trải cho nó ngay, bắt cái ghế bắt cho nó ngay, cắm cái hương cắm cho ngay, nấu ăn nấu cho thành, nấu cho tới tới chốn, hứa giúp ai làm cho đàng hoàng, nói câu nào rõ câu đó. Như vậy tu là gì? Là để hoàn chỉnh cái đạo đức
của hành vi ngôn từ. Chứ người ta mới định nghĩa tu là gì? Tu là cải đổi hành vi, cải thiện tùng ác. Cải là đổi, chữ cải là đổi, đúng không? Đổi thành cái thiện để cái ác nó tùy theo. Cái ác nó được cải đổi và nó đi theo cái thiện, cải ác tùng thiện. Cải đổi cái ác để nó sống theo cái thiện. Hồi đó mình cũng nói, mình nói câu nào ra người ta nghe cũng rất là khó chịu. Cho nên thật sự người ta kẹt lắm mới gặp mình, chứ người ta né dữ lắm, không muốn gặp. Vì ta gặp mình cái cách nói chuyện của mình không làm cho người ta thoải mái. Nhưng mà nếu mình đổi cái cách nói của mình, hay là ngay từ đầu mình có được cách sống đó, không ai không thích tới rồi. Người ta tới mình á, có một chút à, mà ta mở mang cái hiểu biết, ta thấy thoải mái. Cho nên có những người á, họ thích chơi với người kia là tại buồn buồn, mà gặp người đó là họ nói hồi mình cười, mình vui, mình thoải mái. Như vậy cái chỗ mà chúng ta sống là làm sao? Cái nói, cái hành động, cách sống của mình làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Đó là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Không, ông bụng bự cười té té. Tại vì sao? Tại vì Ngài có cái bụng lớn mà dung chứa những điều người ta khó dung chứa. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Ông có một cái lòng từ bi hỷ xả lớn lắm, xả những điều mà người thế gian không thể xả được. Cho nên cuối cùng chỉ muốn nhắc nhở đại chúng là không có cái gì qua cái tu. Giàu cũng phải tu, nghèo cũng phải tu. Tại giàu mà tu á thì mình dễ thương, mình không có, ta đây là giàu rồi cũng đến với mọi người, dù có nào đi nữa mình cũng đem mình xuống bình thường. Mình ở một cái, mình đến một cái những người giàu với nhau thì thôi, mình muốn sống sao mình sống. Nhưng mình biết kéo mình xuống. Ở đây có ai có nhớ ông Tôn Ngộ Không không? Ổng có cái thiết bản phải không? Mà quý vị thấy cái thiết bản của ổng nó linh diệu không? Ổng cầm trên tay cứ biến, nó lớn ra. Lớn cỡ nào ổng muốn cho ổng nói, ổng kêu thâu lại, thâu thâu, thâu nhỏ đến mức độ ổng nhét vô lỗ tai. Vậy thì cây thiết bản đó tượng trưng cho gì? Cây thiết bản đó là tượng trưng cho một cái người có cái tâm kiên cố cứng chắc như cây gậy sắt, nhưng không cứng ngắc mà không quyển chuyển được. Đặc biệt ở cái chỗ sắt mà có thể thu lại. Cây sắt mà có thể thu lại. Như vậy tâm mình rất kiên cố, rất kiên trì, nhưng không có nghĩa là mình cứng nhắc. Mình biết quyển chuyển. Đến với ai mình đưa cái thước đó ra. Pháp Hòa ví dụ ha, một cái đoàn người ta múa, nếu mà con người ta có một cái sân rộng, người ta sẽ múa hết mình, tại vì cái không gian nó rộng. Nhưng nếu người ta bước vô, người ta thấy có đoàn vũ người ta mà chỗ này nhỏ quá, họ cũng cố gắng họ trình diễn, nhưng họ sẽ thu mình, họ gọn lại trong cái bộ múa của họ, vì họ biết cách điều chỉnh cái dương tai, cái quẩy khẩy quạt để làm sao ứng hợp được với cái không gian mà người ta có được. Có phải không? Mình cũng như thế. Mình có thể dương đến cỡ nào cũng được. Cái hay là mình có thể rút mình lại ở những nơi cần rút. Đó. Quý vị xin phép sám hối nói ví dụ. Ở nhà giờ này là ngồi ghế salon thoải mái. Nhưng mà tới đây chật quá thì mỗi người thu lại. Gọn lại để mình có thể có chỗ cho nhau. Người ta viết chữ Hán á. Để viết chữ Hán cho nó đẹp á, người ta vẽ khung. Vẽ khung xong rồi á, nếu đó là một chữ, người ta sẽ viết chữ nó nằm ngay giữa. Ví dụ như chữ Nguyệt, một chữ Nguyệt thôi, ta viết ngay khung. Hay một chữ Nhật. Nhưng nếu người ta muốn viết chữ Minh thì người ta phải ráp hai chữ Nhật Nguyệt lại để viết. Thì buộc lòng chữ bộ Nguyệt nó phải nhích bên, bộ Nhật nó phải nằm bên. Hai cũng một cái khung đó, nhưng mà người ta biết nhích chữ qua bên để hai chữ Nhật Nguyệt nó song hành với nhau trong một khung đó,
để nó tạo nên một chữ đó gọi là chữ mình. Như vậy cũng một cái khung đó, một mình chữ nguyệt là mặt trăng, nó nằm rộng rãi ở giữa khung. Một chữ nhật chữ là mặt trời, một mình nó ở ngay giữa đó. Nhưng nếu bây giờ tôi muốn viết, anh viết cho tôi chữ minh, thì buộc lòng phải có hai chữ ráp lại, nhật và nguyệt. Thì nhật xích bên, nguyệt kế bên trong một khung đó. Người ta muốn viết chữ nam, nam là người nam. Nhưng mà nếu một chữ nam mà nó, chữ nam nó cũng hai chữ ráp, là do chữ lực và chữ điền. Nếu một chữ lực cũng nằm ngay giữa, nếu một chữ điền cũng nằm ngay giữa đó. Bây giờ tôi muốn anh viết cho tôi chữ nam là người đàn ông, người con trai, thì phải lấy hai chữ, hai bộ ráp vô, đó là chữ điền và chữ lực. Thì chữ lực nó phải nằm xích xuống chút, chữ điền nằm xích, hai chữ nó có mặt với nhau cũng trong một khung đó để nó tạo nên một chữ nam. Vì ráp cái tượng hình của người người Tàu là đàn ông có sức làm ruộng, gọi là đà là nam, có sức để làm ruộng, chữ lực là sức, chữ ruộng là điền, có sức, chữ lực đi với chữ điền là có sức để làm ruộng, gọi là nam. Pháp Hòa nói như vậy để chúng ta nói ở đây cái vấn đề cách sống. Cách sống một mình nằm giữa, có người tới nhích bên. Mình đi trên đường thênh thang, thấy có xe làm sao, mình lái chậm tấp qua bên phải. Phải không? Người ta, đó là quy luật lái xe. Nếu một mình lái nhanh thì qua bên trái. Còn mình sợ mình không dám lái nhanh thì giữ cái tốc độ của mình nhưng nằm ở bên tay phải. Để người đó thấy mình lái chậm, họ có chỗ họ sang lên, họ đi lên khác. Còn mình đi chậm cứ giữ lên phải. Vô trong phi trường cũng vậy. Cái thang máy mà nó chạy á, người ta cũng quy định anh đi, tiếp tục đi trên cái thang máy đó, anh đi bên trái, còn anh đứng yên chỗ, đứng phải. Mình mà biết luật như vậy, không ai phiền mình hết. Không ai phiền mình hết, tại vì người ta, mình đi trên đường mà mình biết sống, biết luật. Như vậy, Phật giáo dạy chúng ta cái gì? Cái biết sống. Mà biết sống chính là đạo Phật. Vì chữ Phật là tỉnh thức, rõ biết. Không? Mà rõ biết cái gì? Biết cái con đường mình đang hành, đang sống. Thì gọi là Phật đạo, đạo Phật. Vì đạo Phật không phải chỉ gói gọn ở trong cái triết lý, mà triết lý nó đi tới hành động để làm cho cái triết lý đó nó sâu sắc, nó thực tế. Chứ không phải chỉ trình bày một mớ kiến thức mà không đi tới hành động. Nói như vậy để cho đại chúng biết rằng sự tu tập là ở cái chỗ chúng ta thực hành. Còn mình, nhưng nếu trước khi thực hành phải học mới biết, không biết thì chúng ta sẽ hành sai. Cho nên mặc dù hành là cái cốt lõi, nhưng không thể hành mà không có cái học. Phải không? Vì vậy cho nên phải văn, tư, tu. Văn là phải nghe, tư là phải suy nghĩ, rồi đi đến thực hành gọi là tu. Chứ không thể tu càng tu bừa mà không biết mình tu cái gì. Như vậy học, tu mà không học thì là tu mù. Học mà không tu thì chỉ là cái đãi đựng sắc. À, cho nên các trường Phật học cũng ghi câu đó đó. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đãi sắc. Ngược bên cạnh đó ta ghi thêm một câu nữa: duy tuệ thị nghiệp, duy nhất chỉ có trí tuệ, lấy cái trí tuệ đó, lấy cái hiểu biết đó làm sự nghiệp sống cho đời mình. Như vậy thì mình tu nó càng ngày nó càng rạng rỡ, càng quang minh, càng thấy có kết quả. Là vì chúng ta biết pháp, hành pháp và biết tu. Đó là mấy lời Pháp Hòa xin nhắc thêm lại, chúng ta ôn lại để xác định cái con đường Phật giáo mà chúng ta đang theo không phải chỉ thuần tí ở đức tin,
mà là chúng ta phải, nếu không dừng, nếu chúng ta dừng ở đức tin thì chúng ta chỉ là một tín đồ của một tôn giáo. Nhưng chúng ta, đạo Phật xa hơn nữa là đưa cái đức tin của mình đi đến cái chỗ học hỏi, và để đi đến cái chỗ hành động, thực tiễn, thực tập, để có một kết quả tốt, phải không? Quả kia phải trả chậm mau mấy hồi, có tu là có tới. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Ăn năm cái bánh, no năm cái bánh. Mà có ăn thì sẽ có no, mà không ăn thì không no. Tu cũng thế, tu cỡ nào, an lạc cỡ đó. Mà không tu thì không có an lạc, mà ngược lại an lạc là khổ đau. Là vì cuộc sống mỗi ngày dẫy đầy tham sân si, mạn nghi, tranh chấp. Không có tu soi vào đó, người ta tham, khổ theo tham. Người ta sân với mình khổ theo sân. Người ta đối với mình vậy, rốt cuộc từ sáng tới chiều, mình đối với người nào, khổ người đó. Mình đối việc gì, mình khổ người đó. Tại mình không có thước bản, không có thần công, không có nội lực. Cho nên mong đại chúng mỗi ngày chịu khó cho mình 15 phút ngồi thiền. Ai không ngồi thiền được 5 phút tĩnh tâm, rồi mở bài kinh ra đọc, có thể là một bài sám hối cũng được. Thí dụ quý vị lựa cái bài: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Đọc một bài sám hối đó thấy mình đúng như vậy. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Bây giờ mình list ra nè. Tội thứ nhất, sát sanh thật nhục. Thở thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Đó là cha mẹ lo cho mình ha. Lớn lên con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Nếu mà mình ăn mà không có thay đổi đó ha, nó còn nguyên đó. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu con gà, con vịt, con cá con mình ăn mà nó không tiêu đó, không, chồng lên có cả núi à. Đó mình nói rồi quý vị sẽ học đọc dài 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 đó. Đọc để làm gì? Không phải để mặc cảm, mà để thấy mình có những cái sai quấy, ráng chỉnh sửa. Trong đó có nói về cái khẩu nè, nói về cái lời sống trộm cắp tà hạnh của mình, rượu chè rồi về kia nọ, để mình chỉnh sửa. Tụng một thời kinh không phải trả bài với Phật, nhưng mà tụng như vậy để mình lấy cái bài kinh nó như tấm gương soi lại cái cách sống của mình. Nhưng mà mình biểu tụng khơi khơi, mình tụng không có hồn. Cho nên nói ở trước bàn Phật, để chi? Lấy bàn Phật làm một cái điểm để tâm mình khởi. Cũng giống như xin phép đại chúng ví dụ ha. Nếu mình ngồi đây nói không có ai nói đâu có hồn. Nhưng mà nhờ có người ngồi nói nó mới ra chữ có hồn. Chứ tự nhiên không có ai mình ngồi ra thưa đại chúng. Mình nói vậy ta nói mình khùng. Mà không có đối tượng nói nó không có hấp dẫn, nó không có xuân câu, phải không? Như vậy thì quý vị không linh thiêng gì hết, nhưng mà quý vị giúp cho Pháp Hòa là một đối tượng, để có cái đối tượng để mình nói. Cho nên chữ thuyết á, người ta nói chữ thuyết là sao? Thuyết là người nói, nhưng mà nói có người nghe mới thuyết. Hiểu ý không? Chữ thuyết là nói, nhưng mà ai nghe mình mới thuyết chứ. Hình thứ thiếu người nghe là thuyết nó không thành. Cuộc sống mình cũng vậy. Nếu không có người xung quanh mình sống với ai? Nhưng những người xung quanh đó có lúc dễ thương, có lúc không dễ thương. Nhưng người không dễ thương là đối tượng để mình chuyển nghiệp xấu. Còn người dễ thương là đối tượng để mình tăng trưởng
thiện duyên. Vậy hai người đó đều tốt hết phải không? Ai cũng là đối tượng để mình tu. Người mắng mình là đối tượng giúp mình nhẫn. Người yểm trợ cho mình là đối tượng giúp cho mình tăng sự dễ thương. Cho cả hai đều là thầy của mình hết. Đều là những người tác duyên cho mình thành tựu. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Chúc đại chúng tinh tấn an vui. Ví dụ như hôm nay theo cái lễ của Á Đông mình, hôm nay là mùng 5 tháng 5, phải vậy không? Hôm nay mùng 5 tháng 5 mà chúng ta gọi là Tết gì? Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ. Chữ đoan nghĩa là gì? Chữ đoan nghĩa là bắt đầu. Chữ đoan nghĩa là bắt đầu. Chữ ngọ nghĩa là buổi trưa. Tết Đoan Ngọ là cái lễ này nó chính thức nó bắt đầu vào buổi trưa. Cho nên người ta đúng 12 giờ trưa người ta ra người ta phơi nắng, đúng không? Có không? Ở Việt Nam có phơi nắng, mà thậm chí có nhiều người còn mang quần áo để ra ngoài trời phơi nữa. Vì người ta quan niệm rằng cái nắng của cái Tết Đoan Ngọ đó, đúng ngay cái giờ đó đó, ngay cái giờ 12 giờ là ngọ, nhưng mà đoan tức là bước vào cái giờ phút của buổi trưa đó, ra phơi nắng để gì? Đón ánh mặt trời của cái mới đó. Cho nên Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Dương là mặt trời, nguyệt là bùa ban đêm. Cho nên Tết Đoan Ngọ còn có một cái tên là Tết Đoan Dương, là giờ phút đó mình đón cái ánh nắng. Và ngày đó ai cũng ăn bánh uống nước cho. Ở đây mình ăn hết chưa? Có đâu ăn. Người Việt mình cũng có cái tục gọi là Tết mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Người Hoa cũng có cái lễ đó. Người Việt mình ở dưới quê ta còn xài một cái từ rất là bình thường, đó là gì? Ngày diệt trùng, ngày diệt sâu. Việt Nam mình ngày xưa Tết Đoan Ngọ còn có cái tên gọi là ngày diệt sâu bọ. Vì bắt đầu mùa thì người ta bị mấy con đó, cho nên là người ta cúng để mà coi như là đừng cho đo nó phá mùa phá màng người ta. Cho nên cái ngày đó ta cúng để ta cầu nguyện, cho nên gọi là diệt. Diệt không có nghĩa là mình đi kiếm cái khúc mình giết nó, không? Nhưng mà mình coi như mình bày tỏ cái sự cầu nguyện của mình để cho một năm mình được trúng mùa, bắt đầu làm tốt, không có bị sâu bọ. Vậy thì cái Đoan Ngọ đó đó, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như cái lễ Đoan Ngọ này nó khác gì với những ngày không phải Đoan Ngọ không? Có khác không? Cũng bình thường thôi. Mỗi người cũng thức dậy, cũng phải rửa mặt, rồi cũng phải đánh răng, cũng phải đi làm, nói chung hệt vậy. Thì cái chân đế là cái cách sống của mình, còn tục đế là mình tùy thuận theo phong tục tập quán thế gian. Ở chùa mình á không có Tết. Tết là Tết của dân tộc Việt Nam, đâu liên hệ gì tới đạo Phật nếu nói về phân tích. Nhưng mà đạo Phật đi tới đâu đều có thể hội nhập được với văn hóa, với phong tục tập quán của đất nước đó. Cho nên chúng ta bưng nguyên cái Tết vô chùa. Và bởi vì Đức Phật Di Lặc là một vị Phật tượng trưng cho hạnh, hoan hỷ, vui vẻ, cho nên mình mời Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết để biểu tượng ngày vui của năm mới. Và chúng ta đã gọi ngày đó là gì? Mừng Xuân Di Lặc. Mùa xuân này không phải là mùa xuân bình thường của thế gian nữa. Bây giờ là một mùa xuân của người sống với cái hạnh hoan hỷ. Người nào sống hoan hỷ là người đó có mùa xuân. Cho nên người nào mà cả ngày không cười, nói trời anh làm gì mà nhìn không có mùa xuân.
Vậy thì đâu phải Tết mới có mùa xuân không? Ngày nào mình cũng có mùa xuân. Mình sống trong tục đế, nhưng mình vận dụng chân đế mình ôm. Ví dụ quý vị cúng tổ tiên, thờ ông bà tổ tiên, tục đế, phong tục tập quán mà. Ông bà chết mình thờ, bởi vì theo xưa là khi ông bà còn sống mình phụng dưỡng, khi ông bà cha mẹ qua đời mình kính thờ. Để chi? Để không bao giờ mất gốc rễ, không bao giờ mình mất cội mất nguồn, quên tổ quên tông. Cho nên chùa cũng tùy thuận cái phong tục đó. Nếu không có cái vụ mà cúng bái thờ phượng, chắc năm mình đi chùa mùng 1 Tết. Nhưng mà giờ nhờ tôi có thờ ông bà tôi ở chùa, cho nên lâu lâu hay là mỗi tuần tôi đi tới chùa. Vậy thì nhờ cái phong tục đó, cái tục đế đó đó, mà đưa mình về chùa sống được với chân đế là nghe lý, nghe đạo lý. Bây giờ đại chúng lấy cái nhìn của chân đế, đại chúng nhìn tất cả mọi sự việc. Thôi kệ, các pháp nương nhau, các pháp nương nhau. Đấy, thí dụ như bây giờ cái hoa này nè, mình cắt nó ra mình trưng. Nhưng mà nếu mà hoa không mà không có lá thì đâu có đẹp. Cho nên lá là một pháp, hoa đèn là một pháp. Lá hoa nó tương với nhau để cho nó đẹp. Nhờ lá mà làm cho hoa đẹp, nhờ hoa mà làm cho lá đẹp. Nếu mà hoa đứng mình, thấy hoa không không có lá, lá đứng mình, lá không có hoa, phải không? Cho nên hoa lá phải có mặt. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà một cái bình hoa này mà trắng tươi, mình đã chờ chừng gì như đám tang vậy. Từ thế gian ta nhìn mà phải chệm rồi. Màu trắng đi với màu đỏ nổi nè, trắng đi với vàng đẹp nè, phải không? Cho mình chen vô đó, các pháp nương nhau. Vậy thì đại chúng thấy rồi, mình sống mình có nương nhau không? Nương nhau hết. Mình sống là mình nương nhau hết, không có nhau là mình chết. Cho nên không bao giờ mình nói rằng tôi đã độc lập, mình không có. Ví dụ cái bàn này á, mà không có cái tấm vải này trải thì nhìn bàn nó trụi quá. Có tấm bàn vô giống như cái mặt mà có cái chân mài vậy đó. Nhìn coi nó được chút. Để thì cũng được, không ai nói gì đâu. Nhưng mà có thì nó đẹp hơn. Cái mặt mình để vậy ra đường có ai nói gì đâu, trét một chút lên cho coi cho nó được à. Tục đế mà. Nếu mà nói chân đế á, cái chân đế là mình có để cái gì lên, già nó vẫn già, nhăn nó vẫn nhăn. Nhưng mà chân đế là vậy, nhưng mà cuộc sống phải có tục đế. Cho đại chúng nhớ là diệu là vi diệu, đế là lẽ thật. Mà trong cái tục này á, nó có ba ý nghĩa. Chữ tục nó có ba nghĩa. Một là hư giả vì vô minh. Thứ hai là tất cả hiện hữu là do nhân duyên. Đây nè, Pháp Hòa nói bây giờ tục đế ha. Cái hoa này có phải giả không? Giả mà. Mình kêu là hoa thiệt đúng không? Nhưng mà cái thiệt là tại mình nói vậy thôi, chứ còn 10 ngày sau nó cũng chết mà. Nếu mà nó thiệt thì nó đâu có chết. Nó giả cho nên chết. Thân này giả hay thiệt? Giả. Nhéo biết đau kêu thiệt, chứ thiệt sự ra chút một tiếng sau nó hết. Mà thậm chí đang đau vậy đó, nhéo cái đau vậy đó, mà người đó đưa tay vô, thôi tôi xin lỗi mà hết liền. Đang đau nhưng mà hết giận. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là thật đó, nó cũng là cái thật, đó là giả thật. Chứ còn nhìn thật với cái chân đế mà nhìn giả. Vậy thì chữ tục nghĩa là một á, cái nghĩa chữ tục á, nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tất cả là hư giả. Cái thứ hai là tất cả đều là do hiện hữu, đều là do duyên. Đấy. Nếu cái hạt hoa cúc không có nước sao nó sống, sao nó mọc? Không có đất sao nó mọc? Không có mặt trời chiếu nắng sao nó lên cây?
Cho nên cái hoa này nó nhờ nước, nhờ đất, nhờ nắng. Vậy thì chính vì vậy cho nên nó giả, nó nương nhau mà. Pháp Hòa đi Mỹ nhiều lắm, nhưng mà trong đầu Pháp Hòa là không có biết cái tiểu bang nào nó gần tiểu bang nào, nó không có biết. Nếu mà Pháp Hòa mà biết là Alabama và cái chỗ mà anh sắp đi giảng này mà nó sát ở đây á, là mình đã liên lạc mình đi qua đây rồi. Không biết, nhưng mà may sao quý sư cô ở đây liên lạc được với thầy trụ trì chùa Liên Trì. Cho nên thầy trụ trì mới liên lạc, nói giờ mấy sư cô mà cái chùa mà thầy hứa cả chục năm nay thầy không tới. Đồ vậy hả? Thôi đúng lúc quá, thôi để vô chương trình. Thì quý vị thấy không, nếu cái duyên Pháp Hòa không qua bên đó thì làm gì có cái duyên hôm nay. Vậy thì tất cả là gì? Và thí dụ chính là cái duyên mình tạo, đúng không? Là mình sống theo cái phong tục với mình thuận theo vậy đó. Sẵn vậy này thôi cho tôi kia, sẵn kia cho tôi nọ. Mình hay sẵn lắm không? Anh sẵn đứng đó lấy tôi cái này. Anh chị sẵn nấu cơm cho tôi ké. Sẵn mà. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Nhà Phật gọi là duyên, nó tạo nên duyên. Trong duyên này, nó nhờ duyên này mà nó tạo ra những cái duyên khác. Có nhiều người đi đám cưới bạn, đi ăn đám cưới của người bạn, vô đó mới gặp được cái cô mình thương. Rồi tới hồi đám cưới nhà hỏi anh chị sao biết, giờ tôi đâu quen đâu, tôi đi đám cưới người bạn. Rồi tôi cũng đi đám cưới, hai người gặp nhau trong một đám cưới đó. Thậm chí đi đám tang, thậm chí đi đâu chơi đó, rồi gặp nhau, duyên hết. Vậy thì cái gì mà thế gian này người ta chấp nhận, chúng ta gọi là tục đế. Còn cái chân đế là gì? Là lẽ thật của nó, là nhìn vô tất cả là duyên, là tạm. Mình nương theo nó, mình sống, nhưng mà không có khổ với nó nếu nó phải rạn. Thậm chí hôm nay quý vị tạo duyên cho Pháp Hòa đến. Nhưng bây giờ máy bay Pháp Hòa nó delay, nó không tới được. Đâu phải Pháp Hòa muốn đâu. Nghe đó, hôm qua, hồi sáng hôm qua gì ở đây mưa bão gì nữa đó. Ví dụ Pháp Hòa tới Houston rồi, chuẩn bị connect vô đây mà ở đây có bão, họ không cho vô. Thì cũng vậy thôi. Rồi ví dụ bây giờ Pháp Hòa tới hôm trước khi mà bão, tới chùa đây ở trong này rồi mà tại vì bão quý vị cũng đâu dám đi. Nó thôi đừng gì đi gặp ổng cái má công, thấy không? Thôi không sao, ở nhà nghe YouTube cũng được. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không, mình cố gắng mình làm việc đó mà không được, cũng cứ nhẹ nhàng. Vì mình chân đế là gì? Tất cả là tạm. Tất cả là tạm. Cuộc sống này á, tục đế đầy dẫy hết từ sáng tới tối. Gặp nhau cái chào anh, chào chị là tục đế thôi. Tại vì thế gian gặp nhau phải chào, không chào người ta giận. Ăn cơm người đó no rồi, biết họ ăn rồi, nhưng mà lịch sự ăn cũng phải mời một tiếng, tục đế đó. Không rồi người ta buồn. Nhưng mà lỡ ví dụ như á, mà người ta có quên mình á, thì mình lấy chân đế ra mình sống. Theo lẽ nó phải mời tôi đó, mà thôi kệ, chắc nó không thấy tôi, giận chi. Chân đế ra cái hết khổ hết buồn. Mà hãy chân đế mà có mặt được vậy, nó ôm được cái tục đế mà mình expect, mình nghĩ là nó, họ phải mời mình, mà mình có chân đế mình ứng dụng ra rồi thì sống nhẹ nhàng là thấy niết bàn, phải không? Hồi nãy vừa nói đó, trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào không có sống cuộc đời này mà không nương vô tục đế, mình phải nương tục đế, phải không? Nương tục đế mà sống để thấy được chân đế. Mà người không thấy được chân đế thì người đó không thể tới được niết bàn, không có được niết bàn. Thì niết bàn là gì? Là niềm vui. Niết bàn là niềm vui, còn chân đế là những cái nhìn thấu triệt. Còn tục đế là những cái chúng ta nương trong cuộc sống mà sống. Để chúng nhớ phải không? Mà cuộc đời này á, nếu mà nói theo gọi là tứ đế của Đức, hồi nãy là hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế.
Nhị đế là tục đế và chân đế. Chân đế nó còn được gọi là đệ nhất đế hay là thánh đế. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó nó mới làm cho mình thoát ly dính mắc chấp trước, vượt khổ đạo. Mà con người mình sẽ vì khổ là vì sao? Vì chấp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thật ra con người nếu nói cho cùng á, là chúng ta vô ngã, không có mình, không có thật. Thế nên mình ví dụ mình nói không? Cái điều đó tôi biết. Cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết đúng không? Nhưng mà suy cho cùng cái biết đó ai cho mình? Toàn là gương của người khác, lượm lặt của người khác, bỏ vô cái bản thân mình, cái đầu mình để gọi là tôi biết. Thành thử đi nói cho cùng, cái biết của mình là lo lượm chứ có gì của mình đâu. À, không có của mình thì làm gì, mình còn không có thì làm gì cái có của mình. À, mà thấy được vậy gọi là vô ngã. Ví dụ như người ta nói cái đứa đó là vợ tôi, chồng tôi, thiệt không? Thật vậy không? Nói vậy thôi chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa. Mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình. Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi. Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời, hai là không còn thương nữa, cái tự nhiên cái của mình vậy nó không phải là của mình nữa. Vậy thì cái, rồi quý vị thấy tiền á, dặm túi mình là của mình phải không? Đi ra chợ mua đó 5 đồng, móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình á, là chúng ta gọi theo tục đế đó. Còn chân đế là không có cái gì của mình hết. Ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình. Nghĩ cho cùng có của mình gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở, mình nằm chết ra của mình nữa không? Của nhà hoàng. Lúc sống dành dữ lắm, mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ. Thậm chí mà lúc mà khổ, lúc mà thương, nhìn đắm đuối, tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất rồi, thôi thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn đâu. Có nhiều người đâu có dám vô nhìn. Rồi có nhiều người đi đám tang thì bất đắc dĩ bạn bè thân thiết phải đi, chứ đi vô nhắm mắt đi ngang nhìn vậy thôi, chứ tưởng đâu lên có nhìn, chứ thiệt sự đi tới đó xuống cuối cuối vậy đó. Tưởng đâu mình thành kính lắm đó, mà thiệt sự đang sợ đó. Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết. Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng, từ tóc tai răng móng bản thân mình đây chẳng của mình, mà ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết. Ví dụ như mình có đứa con gái mà con tôi, nhưng mà một khi mà nó gả qua trong gia đình người khác á, thì người ta kêu là con già đó chứ đâu phải của mình. Trong cái đầu mình vẫn đang nghĩ giờ là nữ sanh ngoại tộc, con gái là con nhà người khác, tại đó đâu có sống với mình. Mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn để mình cho nó làm vợ, làm dâu gia đình người khác, thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi, là nữ sanh ngoại tộc. Thậm chí á, người ta còn bày theo cái tục á, là con gái á, mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết á, mà về nhà mà để tang á, là đổi cái khăn á, là phải phủ mặt xuống chứ không cho kéo bẻ cái miếng tang đó lên. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ, cho nên tôi xấu hổ, bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang, tôi xấu hổ lắm, tôi phải che mặt lại. Hồi xưa mai cái mấn mà cái khăn nó chùm lên đầu người con gái là phải phủ cái mặt xuống. Nhưng mà nếu người con dâu á, bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện, tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này. Tục đế hết, ai biết mình là ai đâu, nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu, phủ cái đó xuống kêu con gái, vậy thôi. Rồi hãy đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại, chấm xanh là kêu cháu nội, chấm vàng là kêu cháu chắc, mà chấm nào cũng chết chắc. Phong tục mà, lục đế phải không? Và chân đế mà nhìn là gì? Tạm hết.
tạo hết cái khăn, cái khăn nóng nói lên gì hết á. Nhưng mà không có không được, không có không được, phải không? Không có không được. Thật sự bây giờ mình có để tăng 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm nó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ, vừa hạ nguyệt xuống kìa, lột dục xuống luôn, xong. Rồi nếu mình nhìn vô cái mình nhìn vô cái phong tục đâu có được, phải để tan đủ 49 ngày. Ít nhất vì cái đó là phong tục. Còn chân đế mà nhìn á, tâm tan mới quan trọng. Cái tâm tan mới quan trọng, còn cái tan gì là hình tượng. Nhưng mà không có không được, vì đó là phong tục. Mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, ăn cơm bằng đũa, cho nên cúng phải có để đôi đũa lên đó. Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa hơn chi? Ấn Độ ăn bóc mà. Không lẽ giờ cúng như người Ấn Độ cũng đem ba đôi đũa lên để. Mà nếu có để cũng không sao, vì phong tục. Mình ăn gì cúng đây. Đa số là cúng toàn mấy món mình thích. Cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba chứ nhìn bàn thờ này năm thích nè, bảy thích nè, về chồng tôi thích nè, con tôi thích nè, chứ không có ông bà thích món gì chứ. Đi chợ mua một cái nải chuối rất là xanh đẹp đem về để bàn Phật, mà hãy chín cái là đem xuống liền, mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa, coi trái nào chín. Tụng kinh mà ngó, nhất là lúc mà niệm Phật á, niệm Phật là khỏi cần phải nhìn chữ, nhìn kinh đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Nhiều người dứt kinh cái trái này chín nè. Tại đó mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để vú trái cây cho mình vậy. Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ trái cây tục đế, bình hoa tục đế, chè xôi quý vị cũng tục đế. Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi, nhưng mà tại vì mình Phật sống với mình mấy chục năm rồi, giờ biết hết. Nhất là hãy sống chùa Huế là ăn bánh, ăn bánh bông lọc. Mà Phật của mình là sướng lắm, ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ. Ở chùa Huế ăn bún bò Huế, ăn bánh bột lọc, ăn bánh nậm, vả trộn, mít trộn. Ở chùa Nam là ăn kiểm múc mùa. Vậy thì quý vị thấy không, phóng tung quá. Vậy thì con mình bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống, thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế, và chân đế là tất cả chỉ là nương phương tiện là tạm có, lấy cái đó ra ôm được cái tục đế thì nó có hụt chút, nó thiếu chút, không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung, anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm. Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai. Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn để xác định anh là chồng là vợ, chiếc nhẫn đó nó chính là cái mốc để nó giữ người đó lại, để biết anh bây giờ là chồng là vợ, sống đúng cái đạo lý của vợ chồng. Thế thôi. Áo này đâu làm nên thầy. Nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại. Ông có cái áo te rẹt. Mười miền Nam là te rẹt là đi ta bà. Nhưng mà nhờ có chiếc áo cho nên giữ đi đứng cho khoan thai cho đàng hoàng. Phải không? Chiếc áo nó không có nói lên được. Nhưng nhờ cái đó đó giữ được cái hình tướng của người tục. Bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa. Bây giờ quý vị mang chuông, mang mỏ, con đồ lên thì quý vị là cái chùa. Thì cái hình ảnh chùa này là tục đế. Mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ, có chuông, có kinh, có Phật, có khánh, có vậy đó.
Đó là mình tục đế. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy. Nhưng mà hễ người Hàn Quốc kiểu của họ khác, người Tây Tạng kiểu của họ khác, họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ. Rồi không lẽ bây giờ mình sống bằng 100% của người Việt, mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bổn mình nói ở đây sai sao? Mình phải cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tục đế của mỗi nước mỗi khác. Và cái chân đế chỉ là biểu tượng, chân đế là mình biểu lộ, mình nhận cái đó. Và cái người mà sống được với chân đế mà lấy thấy chân đế như vậy, như hồi nãy Pháp Hòa dẫn một câu vậy đó. Và vì sao mình nói được cái đó? Tại vì mình nhớ rằng định nghĩa của chữ tục: một là giả, hai là duyên. Tất cả là giả, hai tất cả là do duyên. Cái thứ ba là gì? Ngôn ngữ hí luận. Pháp Hòa ví dụ, mình đến một cái đám tang, đứng lên mình chia buồn, đó là ngôn ngữ phong tục thế gian. Không ai mà đứng lên đám tang mà nói dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị tiễn được ông lên đường. Không ai nói gì hết đó. Vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn, đám tang là chia buồn, mà hễ đám cưới là chia vui, còn không là chung vui. Ai mà chia mà nhận? Vui ai dám chia? Mà buồn ta chia mình ai dám nhận? Trời ơi, phải không? Mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà. Nó là tôi chia buồn với gia đình. Thử ta nói dạ dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra. Thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa, đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó. Sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó. Phải không? Có nhiều người sợ vậy đó. Đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á, quẹo tới quẹo lui, phải làm gì đi gì kia vậy, đánh lạc hướng ma. Vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à? Rồi bây giờ mình nói thì Pháp Hòa thương với đại chúng như vậy á, để cho chúng ta là người sống ở đời và chúng ta biết rằng chúng ta đến với đạo Phật không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật. Tin là phải có, nhưng mà không phải tin Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, và lời dạy của Ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật. Tin chứ, sống mà không tin sao được, tu mà không tin được. Tin Phật, nhưng mà không phải tin Phật là thánh thần ban phước, mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì? Tục đế, chân đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được cả hai thì người đó có niềm vui, có niết bàn, có an lạc. Cho nên nhà Phật có cái từ là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là dung nạp cả hai một cách viên thông, không trở ngại. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver tuần rồi, thì có buổi chiều thì có nói chuyện với các một số các em trẻ. Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là khi mình truyền bá đạo Phật cho các em trẻ, mình có cần nói tiếng Anh không, hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ em muốn giữ tiếng Việt điều đó tốt, nhưng em nói tràn giang đại hải mà cái người nghe em không hiểu gì hết thì nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải chân đế nè, là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu? Sanh ở nước Mỹ. Và cái tiếng mà thông dụng của nó nhất, cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì? Tiếng Mỹ. Tục chân đế phải không? Rồi bây giờ chân đế của mình nè, mục đích của anh nói pháp để làm gì? Là mong cho nó nghe. Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không, mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói thì nó anh nói gì?
Vậy thì anh phải tục đế là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó. Vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế, mà nó bằng là ngôn ngữ, bằng nó hiểu, mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế. Mà nó hiểu mình nói, nó sống với mình, nó vui vẻ, mà mình cũng vui vẻ là cả hai có niết niết bàn. Bây giờ mình nói theo kiểu Việt Nam, nó không có hiểu mình nói gì hết trơn á, rồi nó cứ trơ trơ ra. Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì. Như vậy là mình nói nó lì chưa chắc nó đã lì, là tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi. Cho nên nó ngồi y ra đó, nó không làm gì hết. Thì theo cái nghĩ của mình á, đứa nào mình nói mà nó không làm gì hết là mình cho nó là lì. Thử bây giờ mình bữa nào mình kêu nó ai đó nói cho nó nghe, dịch cho nó hết rồi, trời nó làm răm rắp lên trời. Bữa nay sao này nó ngoan dữ vậy ta, bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à. Người tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó, quý vị thấy không? Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được, điều đó tốt không? Cũng tốt thôi. Thì mình phải nhận cái chân đế, người ngoài cũng là tục đế. Quan trọng là diệu đế, là giữa mình với nó có dung thông. Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè, kiểu của mình là kiểu Việt Nam, mà mình dung thông được cả hai. Giống như mình nấu spaghetti xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó, cũng là bỏ đủ gia vị xong cho vô muỗng nước mắm, cái nồi spaghetti khác liền. Dung thông. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế, là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ, đó là tứ diệu đế. Mà bây giờ khổ á, khổ với cái nhìn tục đế á, là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Đó là những lẽ thật của đời đó. Thật ra sanh già bệnh chết nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi việc nó đà như vậy, cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế, là sanh già bệnh chết sự thật. Nhưng mình có đạo đế. Đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết. Sống ở đời, đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ của tâm nè. Cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp. Cái thân này ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn, nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh, điều rang. Đó là bốn khổ của tâm lý. Mà nguyên nhân là mình khổ là vì mình không nhận được sự thật đời là thế. Còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó. Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu. Tại không anh không đúng ý với cái người ta làm thì anh ghét, chứ không chưa chắc người ta đã trật. Chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái già đâu có khổ. Cái già không có khổ. Mà tại mình không thích già, mình sợ già. Cái sợ già nó mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật. Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là già ở xứ Mỹ đâu có khổ. Tại chính phủ nuôi. Mỗi tháng được lương của chính phủ phát, được ở senior home đó. Người già ở Mỹ nếu mà nói cho cùng là già rất sướng. Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ mình sống chứ không dư. Tại sao người Việt Nam mà không dư tiền là khổ? Tại vì mình có cái tật là hay giữ gìn để cho con cháu khổ. Chứ nếu người Mỹ là không khổ. Vậy thì cái đủ tiền đó, chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không ít, đủ. Nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi, nhét ở dưới gối nằm, tối ngủ được lấy là đếm cái, hít hung cái khỏe.
tiền là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân. Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng. Cho nên người Mỹ thì họ mỗi tháng tiền vô trong cái account của họ, rồi họ chi hết cho tất cả, họ enjoy. Còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là vì mình sống trong cái hoàn cảnh khó từ nhỏ rồi, cho nên lúc nào cũng phải để dành, đứa nào đó tới cho chút chút vậy mình mới cảm thấy là mình là bậc cha mẹ đúng nghĩa. Là kiểu của mình, tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình mới khổ. Cho nên nguyên nhân của khổ là vì chúng ta không nhận. Mà chúng ta nhận ra được rồi thì hết khổ. Và con đường giúp cho nó hết khổ là gì? Có một cái thấy đúng về các pháp, gọi là chánh kiến. Có một cái suy nghĩ đúng về mọi việc. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Mình làm gì? Thành thử ra cuộc sống này trở nên rất là diệu đề, vì chúng ta biết thấu triệt quán nhìn hơn. Ví dụ cái cô đó cũng muốn nấu nồi phở, rồi cô nấu làm sao hồi nấu ra phở ra hủ tiếu cũng có sao đâu, cũng có sao đâu. Hủ bình thường cũng ăn hủ tiếu mà. Mà tại vì người ta tuyên bố nấu phở, cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này mùi này mùi này vậy nè, cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình, cái mình chịu khổ. Và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng hơn, người ta thấy thích nấu gì vừa rồi, thấy không? Thì nó đòi phở đó cũng là chân lý thôi, tùy theo mỗi cái nhìn của mọi người. Vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế. Đế là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Diệu là vi diệu, wonderful. So once you can see everything as they are, you're free from all your attachment. Once you free your attachment, you attain nirvana. Buddhism called nirvana. Nirvana means the absence of negatives. Whenever you have no negative feeling in your heart, in your mind, you live in nirvana. So you don't have to wait until you die to go there. You can attain nirvana right here in the present moment. Niết bàn cực lạc là ngay khi chúng ta nhận lấy được cái chân đế, ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa được giao cho cái nhiệm vụ thỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật bon lại cúp cái ngồi dậy. Vẫn làm ý nha. Con bà cụ đó, bà vô Pháp Hòa bon cúp cái, bà đứng dậy bà chỉ mặt: "Chú hổn nha, chú dám gõ đầu tôi." Thấy không? Tại sao? Tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà. Nhưng mà mình được học là người ta lại xuống, rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập. Đó là một cái signal, một cái báo động để người ta đứng dậy cho nó trang nghiêm, đúng bài bản. Nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hổ. Thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó, không có giận. Còn nếu mà mình bực bỏ đó, mình nói bà lộn xộn, tôi được giao thế này thế kia. Cho nên mọi việc vào đây chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế. Chúng ta lấy cục đất, cục xi măng, cục gỗ vậy đó đục đẽo ra. Hồi nãy dưới thành cục gỗ mình chẳng có là gì hết, tới hồi đục đẽo xong thành ông Phật đem bàn thờ lại hy hâm lại ngày đêm, mà thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn. Mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ Phật này nè, phải không? Thành thử ra cái đó là một cái phương tiện. Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng. Có một em nó đặt một câu hỏi với Pháp Hòa cũng tuần rồi. Nó nói tại sao phải lại tượng Phật? Tượng Phật là cái tượng thôi mà. Thì Pháp Hòa mới hỏi ngược chị: tại sao em chào cờ Hoa Kỳ? Lá cờ Hoa Kỳ là tấm vải thôi mà. Như vậy thì cái lá cờ đó, tấm vải đó,
tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào. Tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng để mà gọi là kỷ niệm các ông này ông nọ? Mỗi tỉnh, mỗi tiểu bang đều có những cái người mà người ta đã làm, đã đóng góp cho tiểu bang đó, cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn. Thì Phật cũng vậy thôi. Mà Phật không có biểu mình làm đâu, tự mình muốn làm mà. Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. Đó, chẳng hạn như chiều Diệu Đế Bông Sen có cái dòng chạy vòng vòng vậy đó, địa điện đó, đó. Mấy chùa kia đâu có. Đó, chùa kia không có. Mấy chùa kia Phật ngồi không có sẹt sẹt lửa gì đó. Thật ra Phật ngồi trên Phật cũng chịu à. You do what you want. I enjoy. Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diệu đế chưa? À, mình nhớ là mình sống ở thế gian nương tục đế, vì tan vậy mình vậy. Thí dụ người ta đến đây ta làm vậy mình không thích, mình cũng phải tùy thuận, vì cái đó là mọi người như vậy, mình là như vậy. Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu, mình đến đâu mình phải theo đó, mình không có thể tự ý mình sống theo ý mình. Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra, hội nhập được cái tục đế, sống nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chọc ai phiền khổ gì đâu. Không, tôi cũng khen, tôi vậy đó. Ờ, thì anh vậy thì ta cũng cho anh ra gốc vậy luôn. Mình sao, mình tạo nhân sao thì cái quả mình sẽ gặp như vậy. Tại vì mình thích xì lô một mình thì người ta sẽ cho mình một mình xì lô. Còn hội nhập thì nó khác. Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi thời kinh, đúng không? Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông, mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? Là do mình. Cho nên tăng là một đoàn thể hội hòa hợp, vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến đó mình không hội nhập, nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi, thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được, không có một cái gì trở ngại nữa. Người ta nói, ủa sao mọi người ở đây mà có người kia ra gốc cây, thì đó, nó trở ngại rồi. Và đôi khi mình một mình mà làm cả cái không khí mất vui, thấy không? Mà nếu mình hội nhập được, mình là cái nhỏ, đại chúng mới là cái lớn, thì mình tự nhiên nhập được với đại chúng tới cái chỗ không trở ngại. Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó, nấu cho một cái đại lễ, ai đó chọc mình bực tức lên, mình bỏ mình đi về, có phải là mình đã bị trở ngại không? Bây giờ tôi vượt qua được cái này, vì lễ hôm nay mới là chính, người đó chỉ là một, và cá nhân tôi là một, cục giận của tôi chỉ là một. Không lẽ bây giờ cả ngàn niềm vui hạnh phúc và đại chúng không ôm ấp được một cục giận của mình sao? Một sự thanh lương của đại chúng, 100 người thanh lương, không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao? Mình sống được rồi. Hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm, tôi sắp sửa đi về đó, nhưng mà tôi thấy tát bà, chú Đại Bi có câu đó đó. Tát bà nghĩa là vì đại chúng, vì việc chung. Cho nên mỗi câu thần chú của Đại Bi nó có nghĩa để mình tu đó. Và trong cái chữ tát bà nó có nghĩa là vì cái chung. Thì vì cái chung thì tôi không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi cái ngã gì, cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng. Tôi vì đại chúng được, tôi ở, tôi làm được, tôi vươn được cái đó. Hôm nay tôi sống được với diệu đế. Lẽ ra bà đã nói vậy tôi giận đó. Tôi giận vậy là đúng rồi, tục đế mà. Chị coi đó, nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đế. Tôi giận đó là chuyện bình thường. Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng. Nhưng bà vẫn ở lại bà làm, là bà mới là chân đế. Và nói cách khác hơn, bà vẫn là diệu đế. Còn nếu mình đi theo cái tục đó thì có đâu có sao, nhưng mà khổ lụy, phải không? Thành nữ Đức Phật
là người giác ngộ. Đức Phật thấy cái tục đế. Nếu Đức Phật ra đời mà Đức Phật nói thuần chân đế, mình nhận không nổi đâu. Mình nhận không nói đâu. Ví dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thật ở đây phải minh tâm kiến tánh, ngồi thiền ngày sáu giác, một lần hai tiếng, chắc một thuyền thôi là chìm thuyền. Sống sao nói. Để bây giờ phải cho, bây giờ phải cho ngồi thiền 30 phút, rồi đứng dậy sơ bóp đi vòng vòng, bác nghe kinh buổi, vô cho ăn chập, ăn xong rồi sợ buồn ngủ cho đi vòng vòng cho tiêu cơm, xong rồi vô tụng kinh, xong ra ăn chậm, nghĩa là tu ăn vậy. Anh tu ngày ba cử, anh ăn đủ ba cử. Đó. Rồi sợ anh ăn no rồi nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt, cho anh nghỉ trưa chút. Đó. Rồi sợ anh thấy sao chùa này nghèo quá, không có cà phê cà pháo gì để làm bàn cà phê cho anh uống nữa. Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha. Chứ lẽ là anh tu không có được nghiền à. Nhưng mà tại anh nghiền của tôi tùy để anh tu. Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ anh đi tu thì tôi mất chân đế. Tôi chiều anh ly cà phê đó. Vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ. Để quý vị thấy không, cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau. Mà người nào sống được như vậy là sống với diệu, diệu đế. Biết hết tất cả cái gì nó đang có ra, biết hết. Đây là tục đế. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ, và Đức Phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được. Mình không có nhận nổi đâu, mình không nói đâu. Cho nên rồi các ngài mới phương tiện. Ví dụ như lẽ ra, ví dụ như bây giờ nói tu đi, không có chức, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà không có như vậy thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn. Biết các pháp là bình đẳng, nhưng không không thể nói bình đẳng rồi không có thứ lớn. Nó phải khác chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói nè, tất cả mọi người ở đây đều là con người hết. Đó là bình đẳng. Đều là máu đỏ, nước mắt mặn. Nhưng mình phải có thứ lớn. Quý bác có lớn tuổi, mình phải kính trọng như cha mẹ, ông bà. Hai vị này như cô chú, mình xây qua đây, dạ con chào cô chú. Hai người này như anh chị, chắc thành thử gọi anh chị, chú bác, cô gì là gì? Chúng ta nhận ra cái nét mặt, cái tuổi tác, chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy. Nhưng cái đó là chân lý thôi. Vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn, nó quân bình với nhau. Còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng, già trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau, thì nói như vậy thì nó không có thứ lớp cả. Thực bình đẳng là bình đẳng đó, nhưng mà rồi nó loạn lên. Thầy thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được. Mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ, gì không thoát được. Cho nên nhị đế dung, dung thọc. Chuông, mỏ, Phật, trái cây, cái gì hai hai, dung thọc. Quý vị biết không, quý thầy mà xếp cái y rồi, xếp ngay ngắn rồi gấp đôi y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại. Lúc nào cũng nhị đế du thông. Nội cái xếp y của người tu thôi, cũng nhắc nhở người tu phải nhị đế du thông. Mà mình muốn hành đạo thì mình phải có được cái đó. Mình sống, muốn sống cuộc đời an lạc phải làm được điều đó. Còn không thì mình sẽ rất khổ. Thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa của chữ diệu đế và ứng dụng diệu đế như thế nào trong cuộc sống này. Mà thân tình mà nói, cuộc sống của chúng ta không ngoài hai cái này, phải không? Nếu mà không có hai, dung thông được hai cái này thì mình rất là khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh, ví dụ như là cái tục đế là gì? Là relative truth. Cái chân đế là absolute truth. Whatever you do, just a relative. You have to do it, but in the deep, you can recognize what is the absolute. For example, when we see each other, we greeting to each other, is the relative truth. Because in this life, the polite way is greeting each other. But deep inside, is you have the absolute truth, is the respect. Sometimes you do it in the form
of greeting, but inside you don't respect that person. It's no meaning. But in the relative, people still recognize you respect them by the greeting. So if you can use the relative truth and use the absolute truth to embrace the relative truth, and you free from all attachment. And that is the meaning of this temple's name. Wonderful truth. And what are the truths? Relative truth, absolute truth. We eat is a relative truth. We satisfy our hunger and keep our life is the absolute truth. And because the relative truth, that's why no matter what you eat, as long as you satisfy your hunger, you're hungry, and then you can keep your life. And this is the main thing. For example, if one day you back home, you say, "Mom, I'm hungry." Your mom doesn't have much food. Whatever she offers you, just to keep you overcome your hungry, you take it. Because the absolute truth is to make you feel better. The relative is no matter what kind, as long as that the food you can take, it doesn't bring you sickness. So if you can see by the two practicing, relative truth and absolute truth, you are free from all kind of attachment. This brown robe cannot turn you into a monastic. But because of this, if this brown robe can keep you as a good monastic, so this is a piece of fabric, it's a robe only. But without this robe, you may call me some Mr. whatever, but with this robe, you call me Thai. So this relative truth is the robe, but make you become a good a practitioner, a practitioner, a true monastic. That is the relative truth. You get a mayor of a wedding ceremony, relative truth. The absolute truth is you love each other and keep your relationship, keep your commitments. The wedding ceremony, nothing. But the wedding rings in your finger symbolize for your marriage. And because of that ring, keep you in the shape of the family as a spouses. Thì hai cái đế đó, tổng đế tiếng Anh gọi là relative truth. Chân đế tiếng Anh là absolute truth. Và cuộc sống này đều phải ứng dụng như vậy. À, chúc đại chúng khỏe. À, con nghe mọi người nói là coi như bệnh á, từ nghiệp mà ra, thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan, cháy phổi, anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh, nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh đó nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như có người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là mình nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè. Cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa.
Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả bằng cách là bây giờ đây là bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa, là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống. Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh và cái tư tưởng của mình positive lên, tích cực lên, là tôi sám hối, tôi tụng kinh Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt, tụng làm cái gì, Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng? Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu, nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Và cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên á, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. Đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ: thân, khẩu, ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè, rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối. Ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp rồi. Thời hồi sáng này có ngồi nói chuyện với quý anh chị em trong ban tổ chức, thì các anh chị bày tỏ cái lòng vui mừng khi mà đã nỗ lực để mà làm một cái Phật sự, và thấy mọi người hưởng ứng, cũng như anh chị em đồng lòng trong công việc, rồi mọi người đến hưởng ứng. Mà ngày hôm qua Phó còn có cảm giác á, không phải là một ngày tu học thuần túy, mà nó có tính cách như một ngày picnic. Một cái ngày picnic, một cái buổi, một ngày nghỉ lễ mà mọi người có mặt cho nhau. Ngoài cái buổi tụng kinh nghe pháp, mọi người quay quần lại với nhau trong những cái hộp cơm chay mà ở khắp nơi trong một cái mảnh đất rộng lớn, và có những chỗ nào có bóng mát là mọi người đều trú ẩn vào đó và tận hưởng cái không khí trong lành ở ngoài farm, cũng như là nắng ấm của thời tiết ngày hôm qua. Và mình rất là hên á, thì khi vừa xong pháp hội thì bắt đầu mưa và chuyển, và bắt đầu lất phất, trời lạnh và mưa, rất hên, phải không? Rồi sau khi mọi việc xong thì đó là một cái điều may mắn, và đồng thời nó nuôi dưỡng cái hỷ lạc cho mọi người. Cuối cùng đại chúng thấy không có cái gì qua cái sự tu. Và trên đời này á, hễ cái gì mà có nó thuộc về cái lĩnh vực tu tập tâm linh, đạo đức thì luôn luôn được kính trọng. Có câu nè: nhớ xưa vương khải thạch sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Chung là hết á, tức là hết một thời rồi cũng như đó thôi. Công danh phú quý cũng chung một thời. Cái chữ chung đây không phải là chung đụng,
chung cùng mà chỉ chung là hết, hết công danh phú quý cũng hết đời. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Nghèo giàu khổ giống nhau, giàu hay nghèo luân hồi khổ đau cũng giống nhau. Giàu hay nghèo, trí thức hay không trí thức, thì không biết cách sống vẫn khổ giống nhau. Và giàu hay nghèo, trí thức không không trí thức, mà chúng ta đối xử với nhau tệ bạc, thì cái hậu quả tệ bạc chúng ta cũng sẽ nhận về đó. Cho nên công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay mấy tạo không ngần. Mấy tạo là gì? Là cái mấy tạo hóa, lên xuống sống chết còn mất. Thì người ta cho cái sự thay đổi cuộc đời này như cái mấy tạo, để người ta nói đến cái sự gì? Tạo hóa trên thế gian này. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Quý vị bước ra thấy một đám mây đẹp quá, hình này hình kia, chạy vô gọi người thân ra xem, chạy ra đám mây nó biến dạng, phải không? Bức tranh vân cẩu đó, mây nó tụ như một con nó một con, một cái hình thức nào đó mấy tầng xa xa. Vậy thì người ta nhắc mình khuyên đừng trách lẫn trời già, than khổ đau gì đó, đừng có trách ông trời. Khuyên đừng trách lẫn trời già, đừng có đổ thừa trong trời, đừng có đổ lỗi cho tạo hóa, mà gì? Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Việc làm của mình không có ông trời nào xui biểu. Chánh là do mình muốn, tà là do mình chọn. Hầu như vậy thì cái chánh cái tà là do mình muốn mình chọn, chứ không phải là cái chuyện khác đi. Phải không? Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu. Cái chữ không hiện hữu là trời không có mặt trong cái công việc của mình. Nói cách khác là trời không có involve, trời không có liên hệ. Không? Tất cả là do mình, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, tức là mình gieo nhân thiện, gieo nhân ác, thì quả kia phải trả. Chỉ có điều là chậm hay nhanh mà thôi. Quả kia phải trả chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu, sao rồi làm sao. Bây giờ mà không lo thì sau này biết ra làm sao. Hình như nó có bài hát đó, biết ra làm sao, đúng không? Đúng không? Cho nên những lúc ngày mấy ngày sinh hoạt có những câu chuyện trao đổi thì nhận ra, hồi nãy trước khi Pháp Hòa lên đây thì ở một cái gia đình đó đang ngồi nói chuyện, thì quý thầy nhận được cái điện thoại của một sư cô ở tại Canada, ở bên miền BC. Hồi đầu tháng 4 sư cô đến Alberta định là dự khóa tu của chư ni, thì sư cô vừa tới thành phố Calgary, chưa kịp lên tới Edmonton thì cô bị stroke, bị tai biến, trở ngược về BC. Bữa nay gia đình gọi lên nhờ thầy khai thị cho sư cô vài lời, vì sư cô đang trong cơn hấp hối, đang khỏe mạnh bình thường. Hồi nãy này trước khi đi, Pháp Hòa gửi một sâu chuỗi, tại vì có một người gửi, Pháp Hòa gửi tặng cho sư cô đó sâu chuỗi, thì nhờ Pháp Hòa chuyển cho quý thầy để cuối tháng này quý thầy về cái thành phố đó sẽ gặp sư cô mà trao cái sâu chuỗi đó. Giờ sâu chuỗi chưa kịp trao cho người đó thì bây giờ cô đang hấp hối sắp mất. Chờ hồi nãy Pháp Hòa mới khai thị cho cô, và sau cái buổi khai thị rồi thì Pháp Hòa mới nói với quý vị đang ngồi có mặt, thì quý anh chị thấy trong cuộc đời này cái gì mới quan trọng? Chính là con đường đạo đức tu tập của chúng ta. Chữ tu nghĩa là mình chúng ta chỉnh sửa
để hoàn thiện cái đạo đức của chúng ta. Ai cũng có một con đường để sống gọi là đạo, nhưng quan trọng cái đạo nó có đức không. Thí dụ mình đi buôn bán cũng là một cái lối sống, phải không? Nhưng mà cái lối sống đó phải chắc chắn rằng con đường buôn bán đó phải có đạo đức. Mình mở phòng mạch làm bác sĩ cũng có đạo đức của một vị bác sĩ. Mình mở phòng bán thức ăn cũng có đạo đức của người bán thức ăn. Tại vì nếu mà mình chỉ xê xích một chút, ham cái của nhiều, ham lời nhiều, có thể mình gây lỗi trong khi mình nấu ăn, nấu không kỹ lưỡng, hoặc là không có thật tâm kỹ lưỡng nấu đúng cái món ăn cho khách. Đâu có biết được. Tại vì ngay khi chúng ta làm từ thiện, nếu chúng ta không tu tập từ thiện, nó cũng sẽ dẫn mình. Mới đầu thì từ thiện, sơ khởi thì từ thiện, nhưng mà ở cái mặt phần giữa đó, bắt đầu cái lợi danh chúng ta sẽ lao vào và nó mất đi cái chất của từ thiện. Tu tập cũng vậy. Bất cứ một cái hình thức nào, chúng ta luôn luôn phải duy trì cái mức độ tu tập chung với nó, để nó mãi là một con đường thánh thiện. Chứ còn trên đường đi nó rất dễ ngã, nó rẽ đường. Và cái đó nhà Phật gọi là gì? Đó là những cái bất thiện pháp nó có thể xen vào. Pháp Hòa ví dụ, mình đem cái khăn ra mình phơi ngoài sân. Nếu mình canh nó vừa khô tới, mình đem vô thì nó cũng có bụi trong khi quá trình treo phơi, nhưng mà nó không quá nhiều bụi. Nhưng nếu chúng ta treo nó chừng 2-3 ngày, chắc chắn bụi nó sẽ nhiều hơn mình phơi nửa ngày. Mà nếu chúng ta bỏ quên nó ở ngoài sân cả tháng, thì nhất định nó làm sao? Nó sẽ bám bụi nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng thế. Tại vì mình có cử động đó, cho nên bụi nó không bám vô người mình. Chứ thử giờ mình ra mình đứng ngoài sân như cái tượng này. Nếu mình để một cái tượng ngoài đó, thí dụ mình mà ra đứng ngoài sân như một bức tượng, thì sáng chiều thôi là người mình sẽ có bụi thế này thế nọ. Cho nên trên con đường tu tập luôn luôn phải gia tâm. Cho nên thường chúng ta hay nói xin Phật gia hộ cho con. Gia hộ là gì? Luôn luôn để tâm bảo hộ cho con chọn một cái đường con đi. Tại vì nếu mình gia hộ người đó khúc đầu mà khúc sau mà không gia, thì người ta hụt hẫng, lạc lối. Quý vị thấy lái xe, mặc dù con đường nó rất trơn tru, không có lỗ gà ổ vịt gì cả, đường rất thẳng tắp, nhưng chúng ta không thể bỏ tay lái được. Lúc nào tay lái phải đặt ở trên cái tay lái và giữ cho cái xe mình nó thẳng đường mà không có lệch lạc qua những cái lane khác. Dù con đường đó có bằng phẳng cũng như thế. Dù chúng ta đang sống hạnh phúc bình an, nhưng không thể lơ là, vì cái tâm bất thiện mình rất dễ nhảy rào. Cho nên người tu bước ra đường phải mặc chiếc áo. Người ta nói chiếc áo đâu làm nên thầy tu. Đúng. Nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo, dù nó không làm nên ông thầy tu. Nhưng nếu thầy tu mặc được chiếc áo đó, thầy tu sẽ được giữ mình ở một cái mức độ nào đó. Cái đầu nó không nói lên cái sự tu, nhưng nhờ có cạo đầu cho nên lúc nào nhìn mình cũng biết mình không, mình là người cạo đầu, thì phải sống đúng với cái bản chất một người phủi tóc cạo đầu. Ăn chay nó không nói lên chuyện tu, nhưng nhờ ăn chay cho mình tránh được những cái bất thiện của cái ăn. Quý vị hiểu ý không? Quy y không nói lên chuyện tu, nhưng nhờ quy y nó giữ mình, khép mình ở trong cái tu. Ngồi thiền một ngày không thành Phật, nhưng ngày nào cũng ngồi cho nên tâm mình nó lắng. Mà nhờ nó lắng vậy cho nên biết suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi mình hành động. Thiền không thành Phật, nhưng mà giúp mình thành một con người sống mỗi ngày rất đẹp. Vì mình có cái nghĩ trước khi nói, có cái nghĩ trước khi mình làm. Như vậy nhà Phật tu không phải nói đến vấn đề thành tiên thành thánh gì, mà cái cách Phật giáo là để gò mài một con người, để mỗi ngày mình đúng là một con người.
một con người sống giữa người với con người, đối với việc, đối với người chúng ta trọn vẹn. Thí dụ, bưng cái bàn ra để cho nó ngay, trải cái khăn bàn, trải cho nó ngay, bắt cái ghế, bắt cho nó ngay, cắm cái hương, cắm cho ngay, nấu ăn, nấu cho thành, nấu cho tới tới chốn, hứa giúp ai, làm cho đàng hoàng, nói câu nào, rõ câu đó. Như vậy tu là gì? Là để hoàn chỉnh cái đạo đức của hành vi ngôn từ. Chứ người ta mới định nghĩa tu là gì? Tu là cải đổi hành vi, cải thiện tùng ác. Cải là đổi, chữ cải là đổi, đúng không? Đổi thành cái thiện để cái ác nó tùy theo. Cái ác nó được cải đổi và nó đi theo cái thiện, cải ác tùng thiện. Cải đổi cái ác để nó sống theo cái thiện. Hồi đó mình cũng nói, mình nói câu nào ra người ta nghe cũng rất là khó chịu. Cho nên thật sự người ta kẹt lắm mới gặp mình, chứ người ta né dữ lắm, không muốn gặp. Vì ta gặp mình cái cách nói chuyện của mình không làm cho người ta thoải mái. Nhưng mà nếu mình đổi cái cách nói của mình, hay là ngay từ đầu mình có được cách sống đó, không ai không thích tới rồi. Người ta tới mình á, có một chút à, mà ta mở mang cái hiểu biết, ta thấy thoải mái. Cho nên có những người á, họ thích chơi với người kia là tại buồn buồn, mà gặp người đó là họ nói hồi mình cười, mình vui, mình thoải mái. Như vậy cái chỗ mà chúng ta sống là làm sao? Cái nói, cái hành động, cách sống của mình làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Đó là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Không, ông bụng bự cười té té. Tại vì sao? Tại vì Ngài có cái bụng lớn mà dung chứa những điều người ta khó dung chứa. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ. Ông có một cái lòng từ bi hỷ xả lớn lắm, xả những điều mà người thế gian không thể xả được. Cho nên cuối cùng chỉ muốn nhắc nhở đại chúng là không có cái gì qua cái tu. Giàu cũng phải tu, nghèo cũng phải tu. Tại giàu mà tu á thì mình dễ thương, mình không có, ta đây là giàu rồi cũng đến với mọi người, dù có nào đi nữa mình cũng đem mình xuống bình thường. Mình ở một cái, mình đến một cái những người giàu với nhau thì thôi, mình muốn sống sao mình sống, nhưng mình biết kéo mình xuống. Ở đây có ai có nhớ ông Tôn Ngộ Không không? Ổng có cái thiết bản phải không? Mà quý vị thấy cái thiết bản của ổng nó linh diệu không? Ổng cầm trên tay ổng kêu biến, nó lớn ra. Lớn cỡ nào ổng muốn cho ổng nói, ổng kêu thâu lại, thâu nhỏ đến mức độ nhét vô lỗ tai. Vậy thì cây thiết bản đó tượng trưng cho gì? Cây thiết bản đó là tượng trưng cho một cái người có cái tâm kiên cố cứng chắc như cây gậy sắt, nhưng không cứng ngắc mà không quyển chuyển được. Đặc biệt ở cái chỗ sắc mà có thể thu lại. Cây sắc mà có thể thu lại. Như vậy tâm mình rất kiên cố, rất kiên trì, nhưng không có nghĩa là mình cứng nhắc. Mình biết quyển chuyển. Đến với ai mình đưa cái thước đó ra. Pháp Hòa ví dụ ha, một cái đoàn người ta múa, nếu mà con người ta có một cái sân rộng, người ta sẽ mua hết mình, tại vì cái không gian nó rộng. Nhưng nếu người ta bước vô, người ta thấy có đoàn vũ người ta mà chỗ này nhỏ quá, họ cũng cố gắng họ trình diễn, nhưng họ sẽ thu mình, họ gọn lại trong cái bộ múa của họ, vì họ biết cách điều chỉnh cái dương tay, cái quẩy khẩy quạt để làm sao ứng hợp được với cái không gian mà người ta có được. Có phải không? Mình cũng như thế. Mình có thể dương đến cỡ nào cũng được. Cái hay là mình có thể rút mình lại ở những nơi cần rút. Đó. Quý vị xin phép sám hối nói ví dụ ha. Ở nhà giờ này là ngồi ghế salon thoải mái, nhưng mà tới đây chật quá thì mỗi người thu lại, gọn lại để mình có thể có chỗ cho nhau. Người ta viết chữ Hán á, để viết chữ Hán cho nó đẹp á,
người ta vẽ khung. Vẽ khung xong rồi á, nếu đó là một chữ, người ta sẽ viết chữ nó nằm ngay giữa. Ví dụ như chữ Nguyệt, một chữ Nguyệt thôi, ta viết ngay khung. Hay một chữ Nhật, nhưng nếu người ta muốn viết chữ Minh thì người ta phải ráp hai chữ Nhật Nguyệt lại để viết, thì buộc lòng chữ bộ Nguyệt nó phải nhích bên, bộ Nhật nó phải nằm bên hai, cũng một cái khung đó, nhưng mà người ta biết nhích chữ qua bên để hai chữ Nhật Nguyệt nó song hành với nhau trong một khung đó, để nó tạo nên một chữ đó gọi là chữ Minh. Như vậy cũng một cái khung đó, một mình chữ Nguyệt là mặt trăng, nó nằm rộng rãi ở giữa khung. Một chữ Nhật, chữ là mặt trời, một mình nó ở ngay giữa đó. Nhưng nếu bây giờ tôi không, tôi muốn viết, anh viết cho tôi chữ Minh, thì buộc lòng phải có hai chữ ráp lại, Nhật và Nguyệt, thì Nhật xích bên, Nguyệt ghé bên trong một khung đó. Người ta muốn viết chữ Nam, Nam là người Nam, nhưng mà nếu một chữ Nam mà nó, chữ Nam nó cũng hai chữ ráp, là do chữ Lực và chữ Điền. Nếu một chữ Lực cũng nằm ngay giữa, nếu một chữ Điền cũng nằm ngay giữa, nói, bây giờ tôi muốn anh viết cho tôi chữ Nam là người đàn ông, người con trai, thì phải lấy hai chữ, hai bộ ráp vô, đó là chữ Điền và chữ Lực. Thì chữ Lực nó phải nằm xích xuống một chút, chữ Điền nằm xích, hai chữ nó có mặt với nhau cũng trong một khung đó, để nó tạo nên một chữ Nam. Vì ráp cái tượng hình của người người Tàu là đàn ông có sức làm ruộng, gọi là đà là Nam, có sức để làm ruộng, chữ Lực là sức, chữ ruộng là Điền, có sức, chữ Lực đi với chữ Điền là có sức để làm ruộng, gọi là Nam. Pháp Hòa nói như vậy để chúng ta nói ở đây cái vấn đề cách sống. Cách sống một mình nằm giữa, có người tới nhích bên. Mình đi trên đường thênh thang, thấy có xe làm sao, mình lái chậm tấp qua bên phải, phải không? Người ta, đó là quy luật lái xe. Nếu một mình lái nhanh thì qua bên trái, còn mình sợ mình không dám lái nhanh thì giữ cái tốc độ của mình nhưng nằm ở bên tay phải, để người đó thấy mình lái chậm, họ có chỗ họ sang lên, họ đi lên khác. Còn mình đi chậm cứ giữ lên phải. Vô trong phi trường cũng vậy, cái thang máy mà nó chạy á, người ta cũng quy định anh đi, tiếp tục đi trên cái thang máy đó, anh đi bên trái, còn anh đứng yên chỗ, đứng phải. Mình mà biết luật như vậy, không ai phiền mình hết. Không ai phiền mình hết, tại vì người ta, mình đi trên đường mà mình biết sống, biết luật. Như vậy, Phật giáo dạy chúng ta cái gì? Cái biết sống. Mà biết sống chính là đạo Phật. Vì chữ Phật là tỉnh thức, rõ biết. Không? Mà rõ biết cái gì? Biết cái con đường mình đang hành, đang sống, thì gọi là Phật đạo, đạo Phật. Vì đạo Phật không phải chỉ gói gọn ở trong cái triết lý, mà triết lý nó đi tới hành động, để làm cho cái triết lý đó nó sâu sắc, nó thực tế. Chứ không phải chỉ trình bày một mớ kiến thức mà không đi tới hành động. Nói như vậy để cho đại chúng biết rằng sự tu tập là ở cái chỗ chúng ta thực hành. Còn mình, nhưng nếu trước khi thực hành phải học mới biết, không biết thì chúng ta sẽ hành sai. Cho nên mặc dù hành là cái cốt lõi, nhưng không thể hành mà không có cái học, phải không? Vì vậy cho nên phải văn tư tu. Văn là phải nghe, tư là phải suy nghĩ, rồi đi đến thực hành gọi là tu. Chứ không thể tu càng tu bừa mà không biết mình tu cái gì. Như vậy học, tu mà không học thì là tu mù. Học mà không tu thì chỉ là cái đãi đường sắt. Cho nên các trường Phật học cũng ghi câu đó đó. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đãi sắt. Ngược bên cạnh đó ta ghi thêm một câu nữa,
duy tuệ thị nghiệp. Duy nhất chỉ có trí tuệ, lấy cái trí tuệ đó, lấy cái hiểu biết đó làm sự nghiệp sống cho đời mình. Như vậy thì mình tu nó càng ngày nó càng rạng rỡ, càng quang minh, càng thấy có kết quả. Là vì chúng ta biết pháp, hành pháp và biết tu. Đó là mấy lời Pháp Hòa xin nhắc thêm lại, chúng ta ôn lại để xác định cái con đường Phật giáo mà chúng ta đang theo không phải chỉ thuần tí ở đức tin, mà là chúng ta phải, nếu không dừng, nếu chúng ta dừng ở đức tin thì chúng ta chỉ là một tín đồ của một tôn giáo. Nhưng chúng ta đạo Phật xa hơn nữa là đưa cái đức tin của mình đi đến cái chỗ học hỏi, và để đi đến cái chỗ hành động, thực tiễn, thực tập, để có một kết quả tốt, phải không? Quả kia phải trả chậm mau mấy hồi, có tu là có tới. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Ăn năm cái bánh, no năm cái bánh. Mà có ăn thì sẽ có no, mà không ăn thì không no. Tu cũng thế, tu cỡ nào an lạc cỡ đó, mà không tu thì không có an lạc, mà ngược lại an lạc là khổ đau. Là vì cuộc sống mỗi ngày dẫy đầy tham sân si, mạn nghi, tranh chấp. Không có tu soi vào đó, người ta tham, khổ theo tham. Người ta sân với mình khổ theo sân. Người ta đối với mình vậy, rốt cuộc từ sáng tới chiều mình đối với người nào, khổ người đó. Mình đối việc gì, mình khổ người đó. Tại mình không có thước bản, không có thần công, không có nội lực. Cho nên mong đại chúng mỗi ngày chịu khó cho mình 15 phút ngồi thiền. Ai không ngồi thiền được 5 phút tĩnh tâm, rồi mở bài kinh ra đọc, có thể là một bài sám hối cũng được. Thí dụ quý vị lựa cái bài: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Đọc một bài sám hối đó thấy mình đúng như vậy. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Bây giờ mình list ra nè. Tội thứ nhất, sát sanh thật nhục. Thở thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Đó là cha mẹ lo cho mình ha. Lớn lên con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Nếu mà mình ăn mà không có thay đổi đó ha, nó còn nguyên đó. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu con gà, con vịt, con cá con mình ăn mà nó không tiêu đó, không, chồng lên có cả núi à. Đó mình nói rồi quý vị sẽ học đọc dài 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 đó. Đọc để làm gì? Không phải để mặc cảm, mà để thấy mình có những cái sai quấy, ráng chỉnh sửa. Trong đó có nói về cái khẩu nè, nói về cái lời sống trộm cắp tà hạnh của mình, rượu chè rồi về kia nọ, để mình chỉnh sửa. Tụng một thời kinh không phải trả bài với Phật, nhưng mà tụng như vậy để mình lấy cái bài kinh nó như tấm gương soi lại cái cách sống của mình. Nhưng mà mình biểu tụng khơi khơi, mình tụng không có hồn. Cho nên nói ở trước bàn Phật, để chi? Lấy bàn Phật làm một cái điểm để tâm mình khởi. Cũng giống như xin phép đại chúng ví dụ ha. Nếu mình ngồi đây nói không có ai nói đâu có hồn, nhưng mà nhờ có người ngồi nói nó mới ra chữ có hồn. Chứ tự nhiên không có ai, mình ngồi ra thưa đại chúng mình nói vậy ta nói mình khùng mà không có đối tượng nói, nó không có hấp dẫn, nó không có xuân câu, phải không? Như vậy thì quý vị không linh thiêng gì hết, nhưng mà quý vị giúp cho Pháp Hòa
là một đối tượng để có cái đối tượng để mình nói. Cho nên chữ thuyết á, người ta nói chữ thuyết là sao? Thuyết là người nói, nhưng mà nói có người nghe mới thuyết. Hiểu ý không? Chữ thuyết là nói, nhưng mà ai nghe mình mới thuyết chứ. Thành thứ thiếu người nghe là thuyết nó không thành. Cuộc sống mình cũng vậy. Nếu không có người xung quanh mình sống với ai? Nhưng những người xung quanh đó có lúc dễ thương, có lúc không dễ thương. Nhưng người không dễ thương là đối tượng để mình chuyển nghiệp xấu. Còn người dễ thương là đối tượng để mình tăng trưởng thiện duyên. Vậy hai người đó đều tốt hết phải không? Ai cũng là đối tượng để mình tu. Người mắng mình là đối tượng giúp mình nhẫn. Người yểm trợ cho mình là đối tượng giúp cho mình tăng sự dễ thương. Cho cả hai đều là thầy của mình hết. Đều là những người tác duyên cho mình thành tựu hết. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Chúc đại chúng tinh tấn an vui.